Xin chào quý thính giả đang nghe truyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Cẩu Thả Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện, tác giả Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cà phê cho kênh thì có QR, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 836, đi xem một chút thi thể. Ngoài thành mây đen kéo tới, đối phương không nhất định sẽ đi thẳng tới thành trì vùng trời giết người. Dù sao có hạo nhiên chi khí hộ thành, tùy tiện tiến vào dễ dàng tự chịu diệt vong. Cho nên vì để cho đối phương có thể tìm tới chính mình, Giang Hạo đi tới ngoài thành, chủ động xuất hiện tại mây đen trước. Đối phương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này trong mây đen một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn chòng chọc vào người trước mắt, tựa hồ mong muốn đem đối phương ngàn đao bầm thây. Nguyên rủa lực lượng như là như vòi rồng bao phủ mà ra. Đao phủ. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói, Tôn Nhi ta như vậy nhu thuận, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Ngươi Tôn Nhi là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Doãn Bình Giang, trong đám người ngươi chỉ cần nhìn một chút liền biết, hắn là đặc thù nhất một người. Trong mây đen nữ tử nói ra. Giang Hạo lắc đầu nói, thật có lỗi ta cũng không nhận ra hắn. Hắn kim luân tại trên tay ngươi, chẳng lẽ có giả? Ta mua được mà thôi. Không, liền là ngươi giết, ta muốn ngươi đền mạng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, này người thật sự là vặn vẹo lại điên cuồng. Lúc này mây đen cuốn tới, thiên cực ách vận châu cũng không có bị hắn lấy ra, mà là cố gắng trước đem đối phương theo trong mây đen oanh ra, sau đó hỏi một chút bản thể chỗ. Sau đó hắn hơi đưa tay, Sơn Hải ấn ký phát động. Lúc này trong hư không phảng phất ngưng tụ ra một ngọn núi biển, mà tại nội bộ có Sơn Hải chi thế biểu lộ ra. Đột nhiên, Sơn Hải ấn ký giống như thực chất, chấn áp mà xuống. Muốn công kích Khô Phát bà, đột nhiên có chút ngẩn ra. Nàng cảm giác nguyền rủa lực lượng bị áp chế, ngay sau đó Sơn Hải đụng vào tới. Ầm, nguyền rủa phá toái, mây đen tan rã. Sơn Hải xông nàng tới. Loại kia cuồn cuộn khí thế, tựa như thiên băng địa liệt, đánh thẳng vào nhục thể của nàng cùng với nguyên thần. Oanh! Bất quá trong một chớp mắt, Sơn Hải ấn ký đem hắn bao trùm, nghiền nát thân thể của nàng, dập tắt nguyên thần của nàng. Trong nháy mắt mây đen cùng tóc đen bà cùng nhau tan biến, nguyên rủa lực lượng không thấy tăm hơi. Giang Hạo sững sờ tại chỗ cảm thụ lấy vừa mới biến hóa, là Sơn Hải đại thế tồn tại nhường Sơn Hải ấn ký thực lực tăng nhiều. Một kích này so lúc trước hiếu thắng đâu chỉ gấp đôi, trong lúc nhất thời hắn lại đem ý nghĩ đánh tới 22 vạn linh thạch lên. Nếu như lại hấp thu một bộ phận, có phải hay không uy lực sẽ lớn hơn? Giang Hạo một bên suy tư vừa lui về thành bên trong, hắn đang suy nghĩ nếu có Sơn Hải ấn ký gia trì, Thiên Đào thất thức có thể hay không càng bỏ thêm hơn. Nếu như sẽ, cái kia, gieo trồng thượng phẩm linh dược có hay không có thể chậm rãi, dù sao hiện tại cũng không có hạt giống. Bất quá chưa kịp hỏi thăm nàng bản thể sự tình, có chút đáng tiếc, không biết lúc nào sẽ lần nữa tìm đến. Giang Hạo có chút tiếc nuối, đối phương phân thân cũng không có mạnh cỡ nào, bản thể mới là phiền toái. Đương nhiên, chẳng qua là nguyền rủa lời, cái kia xác thực đối với hắn không có tổn thương. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương là dùng kim luân tiến hành khóa chặt, nếu như nắm kim luân cùng thiên cực ách vận châu đặt ở một khối, có thể khóa chặt đến thiên cực ách vận châu sao? Trên lý luận hẳn là không được, mong muốn nguyền rủa đến thiên cực ách vận châu, cần nguyền rủa tạo nghệ phải rất cao. Tựa như nhìn trộm thiên cực ách vận châu. Người khác làm sao nhìn trộm đều vô dụng, sẽ không bỏ mình. Bởi vì nhìn trộm không đến. Chỉ có năng lực đủ mạnh người, mới có thể thử nhìn trộm đến, như thế tự chịu diệt vong. Vệ Toàn Đức trước kia còn đang chăm chú mây đen, muốn nhìn xem vị tiền bối kia có thể hay không đón lấy này phân thân công kích. Nhưng mà, chưa kịp hắn nhìn kỹ, mây đen liền biến mất. Khô Phát bà phân thân triệt để tiêu tán. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Thực lực đối phương mạnh, tựa hồ vượt ra khỏi suy nghĩ. Mà trong cổ thành, muốn xem kịch Bích Trúc, chỉ thấy trong một chớp mắt nguyền rủa lực lượng tan biến. Cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi, mà lại là bị đại thế nghiền nát. Người này là ai? Dùng chính là thần thông. Nàng hơi có chút không hiểu. Về sau trở lại tiệm mì tiếp tục ăn mặt. Chỉ thấy tiểu nhị sững sờ nhìn ra phía ngoài. Làm sao vậy? Bích Trúc hỏi. Lấy lại tinh thần tiểu nhị mới giải thích nói, vừa mới ông chủ ra tới, thuyết thư viện khí vận đang biến hóa, cổ kim giao hội khả năng thật muốn tới. Cổ kim giao hội là cái gì? Bích Trúc rất là tò mò. Tiểu nhị lắc đầu. Nàng biết đến cũng không nhiều. Bích Trúc cũng không thèm để ý, chẳng qua là chào hỏi Xảo Di ăn mì. Công chúa không lo lắng. Xảo Di tò mò hỏi. Lo lắng cái gì? Bích Trúc hỏi lại. Cổ kim giao hội luôn cảm giác không đơn giản. Không đơn giản cũng cứ như vậy, ta đã là phải đối mặt đại kiếp người, Còn có cái gì nguy hiểm so hiện tại nguy hiểm hơn? Ăn mì. Giang Hạo trở lại thành bên trong, trên đường hỏi thăm một chút Doãn Bình Giang. Biết được đối phương là Khô Phát bà cháu trai. Thô bạo vô lý, giết hại kẻ tu vi yếu. Không chỉ như thế, chính mình coi trọng đồ vật liền muốn lấy được, đến không đến liền để Khô Phát bà nguyền rủa. Không có đầy đủ bối cảnh người, đều là nghe tin đã sợ mất mật, tránh không kịp. Không chỉ như thế, Doãn Bình Giang còn cảm giác mình thiên sinh hơn người một bậc, tất cả mọi người không xứng cùng hắn so sánh. Đều hẳn là để cho hắn. Vì thế, giết người cả nhà, diệt người đầy tộc. Lại hỏi thăm vài người, lấy được đều là tương tự đáp án, trong lúc nhất thời hắn có chút thở dài. Chính mình là làm sao giết chết đối phương, đến nay cũng không biết. Bất quá cái này Khô Phát bà cũng là sẽ mở mắt nói lời bịa đặt, dạng này cháu trai, thế mà cũng tính nhất nhu thuận. Lần sau gặp mặt lúc, muốn nhắc nhở một chút đối phương. Trở lại khách sạn, Giang Hạo liền bắt đầu thử nghiên cứu Sơn Hải ấn ký. Lúc trước Sơn Hải ấn ký uy lực cũng không mạnh. Bình thường cảnh giới lực lượng đều có chút theo không kịp. Hiện tại có Sơn Hải đại thế gia trì, mới miễn cưỡng có vũ hóa uy lực. Nhưng là đối lập mặt khác thuật pháp công kích, vẫn là có vẻ không bằng. Đương nhiên, tại phong ấn cùng với đại thế ảnh hưởng phương diện, cũng không phải mặt khác thuật pháp có thể so sánh được. Trước đó Sơn Hải ấn ký rất ít thêm tại công kích, nếu như gia trì tại thiên đao, không biết hiệu quả như thế nào. Có ý nghĩ liền bắt đầu nghiên cứu. Thiên Văn Thư Viện. Một vị người đàn ông trung niên cùng với phu nhân ngồi tại trong đình trao đổi. Thi thể sự tình tra xét. Người đàn ông trung niên Lý Tam Nguyên hỏi. Hắn giữ lại một chút râu ria, thoạt nhìn có chút văn nhược. Tra xét, xác thực có thi thể nói chuyện, là thời kỳ thượng cổ thi tộc chi vương. Phu nhân Khổng Anh gật đầu. Nghe vậy, Lý Tam Nguyên lông mày cau lại, có hay không thức tỉnh khả năng? Theo lý thuyết không có, nhưng là từ chúng ta lấy được tin tức xem, đối phương vận dụng là thi giới thi hải chi thủy, hiệu quả không được biết. Khổng Anh có chút đắn đo khó định. Vạn Vật Trung Yên đối cái này xác thực am hiểu, bọn hắn nếu làm liền có nắm chắc nhất định. Lý Tam Nguyên suy tư chốc lát nói, có tra được tung tích của bọn hắn sao? Có, thế nhưng không phải hạch tâm nhân viên. Khổng Anh do dự một chút nói, ta để cho người ta đi tra hạ thi hải lão nhân. Thế nhưng cũng không có minh xác tin tức. Nếu như muốn thả thi giới nước, không thể thiếu vị này thi hải lão nhân. Chỉ muốn ngăn cản hắn đến là đủ. Bởi vì thiên cực tĩnh mặc châu duyên cớ, chúng ta nơi này cũng không có quá nhiều người. Cảnh tiên sinh ba người ra ngoài rồi, không biết có thể hay không cùng vị kia thi hải lão nhân gặp gỡ. Lý Tam Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Ta đã phái người tới tra xét, nếu có tin tức sẽ trước tiên trả lại. Khổng Anh nói ra. Chẳng qua là tiếng nói vừa ra, nàng thu vào tin tức gì. Nhướng mày nói, xem xét người tựa hồ mất tích. Lý Tam Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy, nói, đi thôi, cùng đi xem, cho viện trưởng lưu cái thư, cũng tốt biết chúng ta đi làm mà. Chương 837, tiền bối ngươi muốn ăn mì sao? Biển trời rừng cây. Cánh rừng cây này bao trùm 3 cái dãy núi, 6 tòa núi lớn. Trong đó càng có tự nhiên đại thế phun trào, cho dù là mạnh mẽ người tu chân tiến vào, đều muốn vạn phần cẩn thận, mong muốn ở bên trong tìm người, càng là khó khăn. Mấy ngày thời gian, Lý Tam Nguyên hai người thuận lợi đến nơi này. Lọt vào trong tầm mắt rừng cây cùng dĩ vãng không khác nhau chút nào, bình tĩnh, bình thường. Chỉ có tiến vào mới có thể cảm thụ trong đó nguy hiểm. Tại bọn họ chạy tới lúc, lập tức có người xuất hiện tại bên cạnh hai người. Một mặt cung kính. Lý tiền bối, Khổng tiền bối. Một vị nam tử trẻ tuổi cung kính mở miệng. Là tình huống như thế nào? Lý Tam Nguyên hỏi. Không rõ ràng, chỉ biết là bên trong xác thực có một khối khu vực, thịnh sư đệ tiến vào, thế nhưng không tiếp tục ra tới. Chúng ta vận dụng đủ loại phương thức liên lạc, đều không thể liên hệ thịnh sư đệ. Về sau Lư sư tỷ tiến vào, đồng dạng cũng là mất tích. Nam tử trẻ tuổi hồi đáp. Dẫn đường. Lý Tam Nguyên nói ra. Lúc này bọn hắn cảm giác xung quanh, cũng không có phát hiện thi giới nước biển tồn tại. Nói cách khác, hết thảy đều còn kịp, ba người đi vào bên trong đi. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn tại một chỗ sườn núi nhỏ dừng lại. Nơi này có trận pháp chi quang xuất hiện, mong muốn phá hư chẳng khác nào muốn đối kháng toàn bộ biển trời rừng cây. Quả thật có chút không tầm thường. Lý Tam Nguyên chau mày. Sau đó lại đối đệ tử thư viện nói, hai người chúng ta đi vào trước, ngươi tiếp tục lưu lại bên ngoài quan sát. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, liền tiếp tục tìm thư viện người. Cảnh tiên sinh ra ngoài rồi, có thể thử đi tìm một chút hắn. Giao phó xong về sau, Lý Tam Nguyên cùng Khổng Anh cùng một chỗ tiến nhập trong trận pháp. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho có chỗ không địch lại, cũng không nên bị trận pháp ảnh hưởng. Mà ở bọn hắn sau khi đi vào, lại phát hiện có thao thiên sóng lớn kéo tới, tràn ngập mục nát cùng khô bại. Dưới sự kinh hãi, hắn phát ra lực lượng bức lui nước biển. Sau đó phi thân lên, trên cao nhìn xuống thời điểm, bọn hắn thấy được vô tận biển cả đã bao trùm biển rừng cây lâm. Chuyện khi nào? Lý Tam Nguyên rung động. Không được, đến rời khỏi nơi này trước. Hắn lập tức muốn rời khỏi. Nhưng mà hư không bên trong, đi ra hai người. Bọn hắn hơi lộ ra già nua, trong mắt mang theo khô bại. Thi Tuyệt nhị lão. Lý Tam Nguyên lông mày cau lại, các ngươi thế mà còn sống. Thiên Văn Thư Viện vẫn còn, chúng ta làm sao bỏ đến chết. Lần này các ngươi hư muốn thành công rời đi. Chúng ta đầu nhập vào đại lượng tinh lực, không có thất bại khả năng. Thi Tuyệt nhị lão nói ra. Để ta ở lại cản bọn hắn. Lý Tam Nguyên nhìn Khổng Anh liếc mắt. Người sau không chần chờ chút nào, bắt đầu thoát đi. Oanh! Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Có thể mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, đều không thể ngăn cản thi hải bao trùm xung quanh hết thảy. Biển trời rừng cây, đã trở thành thi hải rừng cây. Giang Hạo thử mấy ngày, cuối cùng thử ra tới. Sơn Hải ấn ký đối phong ấn tăng thêm nhiều nhất, tỷ như trưởng trung càn khôn. So dĩ vãng cao rất nhiều. Mà đối pháp bảo cũng có rất nhiều tăng thêm, nhất là Sơn Hải bất hủ thuẫn, lực lượng phòng ngự tăng cường một chút. Đối với thiên đào thất thức tăng thêm riêng phần mình khác biệt. Đầu tiên thứ ba cùng đệ tứ không có bổ trợ. Thức thứ nhất Trảm Nguyệt có, thế nhưng không nhiều. Còn lại liền là thức thứ hai Chấn Sơn cùng thức thứ năm hỏi. Vấn đạo tăng thêm có không ít, dù sao Sơn Hải đại thế có ưu thế áp đảo, tựa như nhằm vào thánh chủ thần hồn. Dựa thế hỏi, mà Chấn Sơn tăng thêm cao nhất, vốn chính là thập vạn đại sơn chi thế, xuất đao cần khởi thế, cùng Sơn Hải đại thế hoàn mỹ phù hợp. Thực lực tăng lên 3 thành không thôi. Thật là khiến người ta tâm động, cho nên hắn lại ném đi 12 vạn đi vào. Lúc này Sơn Hải ấn ký bên trong phẳng phất có 2 sợi Sơn Hải đại thế. Thực lực đã bắt đầu tiếp cận bình thường vũ hóa thuật pháp. Hiện tại còn lại 10 vạn linh thạch, không dám phung phí. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng gần nhất có tiền như vậy, vì cái gì còn không dám tốn linh thạch. Trước kia chỉ có hơn mấy ngàn vạn thời điểm, không phải như thế ý nghĩ. Thở dài một tiếng, Giang Hạo hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì dùng đang hấp thu thánh chủ thần hồn bên trên, tiêu hóa quá nhanh, khiến cho hắn có một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Lo lắng không đủ dùng. Chỉ có dùng tại bọt khí bên trên, mới có thể khiến cho hắn có một loại phong phú cảm giác. Mấy ngày nay hắn đều đang đợi Khô Phát bà, đáng tiếc đối phương vẫn luôn không biết tới muốn thời gian bao lâu. Cũng may hắn chờ được. Đến mức biển trời rừng cây bên kia, tạm lúc không có tin tức gì. Giây lát, hắn tới đến Hồng Vũ Diệp gian phòng. Bởi vì không có quá nhiều tin tức, cho nên muốn đi cổ thành nhìn một chút. Có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Hiện tại hắn không muốn loạn động, mong muốn chờ biển trời rừng cây bùng nổ. Như thế cũng có thể biết được tiến thối. Nếu như Thiên Văn Thư Viện có thể ngăn cản biển trời rừng cây thi thể xuất hiện, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiền bối muốn đi cổ thành tìm xem manh mối sao? Bởi vì khoảng cách không gần, không dám một mình đi. Một khi vượt qua khoảng cách, Hồng Vũ Diệp đối với hắn thực hiện ảnh hưởng liền sẽ tan biến. Không chỉ sẽ bị nhìn trộm đến, có cường giả cũng có thể nhìn thấu hắn. Người có manh mối rồi. Hồng Vũ Diệp ngồi chồm hổm giường vừa hỏi. Đúng, có một ít manh mối. Giang Hạo trái lương tâm nói. Kỳ thật vẫn luôn còn chưa bắt đầu tìm tiên hiền trang sách. Chủ yếu muốn cảnh giác biển trời rừng cây. Kiến Tâm Nhai chỗ chỉ biết là cái đại khái, cũng không biết cụ thể. Còn cần tìm người hỏi một chút địa phương. Một mực không có hỏi, liền là cố ý đang tránh né sớm đi qua. Phòng ngừa địa phương tại biển trời rừng cây phụ cận, như thế đi cũng không được không đi cũng không được. Hiện tại chỉ cần không biết, liền không cần phải gấp gáp đi qua. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài, Giang Hạo liền vội vàng đi theo. Lần này đi qua hẳn là không cần bao lâu, cùng ngày liền có thể đến. Nhưng mà hắn cùng sau lưng Hồng Vũ Diệp, cảm giác chung quanh sự vật, tại dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức lui lại. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn liền dừng lại tại một tòa trước thành. Trên đó viết cổ thành nhị chữ, lui tới người, phần lớn là người bình thường. Hai vị nhường một chút. Đằng sau có một đại thúc kêu lên, Giang Hạo về sau nhìn thoáng qua, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi đại thúc đem xe đẩy khách khi nói. Hắn vội vàng nhường qua một bên. Cũng may Hồng Vũ Diệp đi theo đến đây, không phải liền phải nhường đại thúc đường vòng. Bất quá đối phương hẳn là chỉ có chừng 30, bởi vì bôn ba mệt nhọc mới lộ ra lão một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện đối phương khả năng so với chính mình còn nhỏ. Như thế liền có chút cảm khái, cái này là người bình thường cùng người tu chân khác nhau. Giang Hạo đi trong đám người, một chút đi vào bên trong đi. Không có đặc biệt tránh đi đám người, cũng không hề dùng lực lượng chống đi một con đường. Chẳng qua là tình cờ chiếu khán lấy Hồng Vũ Diệp, phòng ngừa có người đụng phải nàng. Mình muốn cảm thụ một chút đám người lưu động, đương nhiên sẽ không nhường Hồng Vũ Diệp đi theo như thế. Nàng không thèm để ý này chút, chỉ để ý có thể hay không đi thuận. Không ít người, nhưng cũng không có ảnh hưởng bọn hắn. Sau khi đi vào, Giang Hạo cảm giác mình dù cho chứa giống như, cũng cùng kiếm ăn đám người khác biệt. Bọn hắn sống ở vùng trời này dưới, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Có một loại còn sống khí tức, mà chính mình, nhìn như so vô số người đều tốt hơn, nhưng không có loại kia thiết thực cảm giác. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một trận gió, mà không biết đi nơi nào. Tâm cảnh cũng kẹt tại chỗ cũ, khó mà lại phát sinh biến hóa. Nghĩ tới đây, hắn có chút thở dài, nhìn xem từng nhà cửa hàng, mong muốn đi cảm thụ một chút này tòa thành khí tức, thử dung nhập trong đó. Tiền bối, ngươi đói không? Hắn vô ý thức hỏi. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Giang Hạo khẽ gật đầu. Nàng cảm giác người trước mắt tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Chương 838, tiệm mì lão bản nghênh đón. Con đường này tiệm mì rất nhiều, trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy có khả năng thử một chút. Chỉ là muốn đi đâu một nhà đâu, đi ngang qua bên cạnh gần nhất một nhà, phát hiện nhà này sinh ý cực tốt. Đều phải xếp hàng mới có thể ăn được. Dạng này cửa hàng, không phải Giang Hạo lựa chọn. Ồn ào, dễ dàng ảnh hưởng Hồng Vũ Diệp. Nếu như mình là một người, cũng là có thể đi vào cảm thụ một chút. Vừa vặn một bên đi theo hỉ nộ vô thường cường giả, một khi có người không cẩn thận đắc tội. Như vậy xung quanh người, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Những người này đủ khổ, không cần thiết vì bọn họ lại chuẩn bị một thanh đao. Về sau hắn tiếp tục đi lên phía trước, thấy được gà quay, y nguyên có không ít người. Một đường đi lên phía trước, rất nhiều cửa hàng đều ngồi đầy người, chỉ có cực ít bộ phận còn có cái bàn. Bất quá đây đều là đầu đường cửa hàng, về sau người liền bắt đầu ít. Giang Hạo một đường đi lên phía trước, không nhìn thấy một nhà là ưa thích. Mãi đến thấy nơi hẻo lánh một nhà tiệm mì, thanh tịnh, phảng phất không người hỏi thăm. Dù cho có người đi ngang qua, đều sẽ không hướng bên trong nhìn một chút. Không bình thường. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Đổi một nhà. Giang Hạo vừa mới nghĩ đi, Hồng Vũ Diệp liền đi vào bên trong. Hắn hơi kinh ngạc, tiền bối. Làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Tiệm này, có chút. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào thuyết minh. Nếm thử. Tiếng nói vừa ra, Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong đi. Giang Hạo trong lòng thở dài, chỉ có thể đi vào. Hiện tại hắn càng khẳng định tiệm này không tầm thường, liền Hồng Vũ Diệp đều muốn chủ động đi vào. Tiệm mì. Ngươi nói các ngươi ông chủ lúc nào mới có thể đi ra ngoài? Bích Trúc nhìn xem tiểu nhị tò mò hỏi. Không biết, ông chủ nói nàng lúc nào thong thả liền ra tới. Tiểu nhị nói ra. Nàng cột đơn đuôi ngựa, đứng ở một bên chờ đợi khách nhân. Ngươi nơi này khách nhân ít như vậy, ngươi lão bản vì sao lại bận rộn như vậy? Bích Trúc lại hỏi. Không biết nàng liền ngày ngày nói chính mình bề bộn nhiều việc. Tiểu nhị lần nữa trả lời. Bởi vì một mực đợi ở chỗ này, Bích Trúc cũng không biết mình hiện tại vận khí tốt không tốt. Nàng đang muốn làm sao phá mất vận may của mình. Lúc này có tiếng bước chân chuyển đến, đi vào cửa hai người. Một nam một nữ. Nữ tử tướng mạo thường thường, dáng người, tu vi trúc cơ viên mãn. Bộ pháp cũng là đoan trang, cảm giác giống tiểu thư khuê các. Ở sau lưng nàng là một cái bình thường nam tử, kim đan trung kỳ tu vi, không nhìn thấy mảy may điểm sáng. Chỉ là đối phương thấy được nàng lúc, người này tựa hồ có như vậy một tia ngoài ý muốn. Hắn nhận biết ta. Bích Trúc cảm giác kinh ngạc, thế nhưng đây chẳng qua là một tia. Đối phương bình thản lại lạnh lùng biểu lộ, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Dẫn đến nàng không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng, ta hẳn là không biết, thế nhưng hắn khả năng nhận biết ta. Bích Trúc trong lòng suy nghĩ. Sẽ là ai? Tây Bộ hẳn là không có người nào nhận biết ta mới là. Trong lúc nhất thời nàng muốn hỏi cái này người tính danh. Xảo Di phát hiện hai người kia một cái kim đan một cái trúc cơ, có chút không bình thường. Sẽ không lại là trước đó ba người kia như thế kim đan à? Nàng bây giờ đã là trông gà hóa quốc, thấy kim đan cùng nguyên thần liền cảm thấy có vấn đề. Bích Trúc cũng là tâm bình thường, chẳng qua là rất nhanh nàng liền bình thường không nổi. Bởi vì tiểu nhị đột nhiên nhìn về phía hậu trù. Bích Trúc kinh ngạc, nhìn theo. Chỉ thấy một vị đầu bếp ăn mặc nữ tử, từ bên trong đi ra. Ngũ quan bình thường, vẻ mặt cũng không trắng nõn. Làn da chặt chẽ lại không thủy nộn. Ông chủ. Tiểu nhị vô ý thức mở miệng. Bích Trúc ngoài ý muốn, đi theo đến, chính mình đợi lâu như vậy ông chủ, làm sao đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn. Ông chủ nhìn cũng không nhìn các nàng bên này, trực tiếp hướng đi vừa mới tiến đến hai người. Tại bọn hắn tọa hạ trong nháy mắt, ông chủ vừa vặn dừng lại tại hai người bên cạnh bàn. Khách khí nói, hai vị khách quan muốn ăn chút gì? Một màn này Bích Trúc thấy có chút tê cả da đầu. Lần này lại là tới người nào? Thế mà sẽ để cho ông chủ tự mình nghênh đón. Chính mình còn cảm thấy không có cái gọi là, hiện tại xem ra, hai người kia có chút ghê gớm. Chẳng qua là không biết nguyên nhân cụ thể. Xảo Di cũng là không có gì ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên phát hiện tu vi càng thấp càng khả năng không dễ chọc. Giang Hạo kỳ thật cũng thật bất ngờ, vì cái gì Bích Trúc lại ở chỗ này. Sau đó hắn nhớ tới Đan Nguyên tiền bối nói lời, cái kia chính là đi một nhà tiệm mì tìm ông chủ hỏi tình huống. Có thể là mấy tháng, đối phương luôn không khả năng hiện tại tới đi, liền là đi qua mấy tháng, hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Người nào có thể biết gặp được, mà lại bên người cái này đầu bếp bộ dáng người, lại có thể là ông chủ. Xem Bích Trúc liền biết, người lão bản này tới là có chút khác thường. Bởi vì Hồng Vũ Diệp, không người cáo chi đáp án. Hai tô mì thịt bò. Giang Hạo nói. Ông chủ gật đầu, sau đó lại hỏi, xin hỏi hai vị khách quan muốn dạng gì thịt bò? Thịt bò có bình thường thịt bò, linh thú sơn ở giữa thịt bò, thượng cổ Thương Hải thịt bò. Bình thường là được. Giang Hạo hồi đáp. Hắn cảm giác người lão bản này cũng có chút kỳ quái, cho nên cũng không muốn đợi lâu. Ăn xong liền mau rời khỏi. Chờ một lát. Ông chủ gật đầu. Chờ đợi trong lúc đó, tiểu nhị liền đến rót nước trà. Bích Trúc cũng cất bước đi tới, cung kính lại cẩn thận nói, hai vị tiền bối nhận biết tiệm mì lão bản sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, trước giữ yên lặng cho thỏa đáng. Bởi vì không biết nội tình, Bích Trúc cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể lui về vị trí, an tĩnh cùng đợi. Lần này là mình tại nơi này lâu như vậy, kỳ quái nhất thời điểm. Cũng là biến hóa nhiều nhất thời điểm. Không biết là vì cái gì, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị cũng là lắc đầu. Tựa hồ vượt qua tưởng tượng của nàng. Một chút thời gian về sau, mang theo mùi thơm mì thịt bò liền bị bưng phía trên. Hai bát lớn, thịt chiếm một nửa. Bích Trúc cảm giác ông chủ thật chính là quá mức, bất quá này chút không có gì tốt xoắn xuýt. Nhìn một chút ông chủ sẽ nói cái gì, Giang Hạo nhìn trước mặt, cảm giác kỳ quái. Mì thịt bò theo lý thuyết hẳn là, thế nhưng lần này mùi thơm lại làm cho người vô cùng có muốn ăn. Ăn thử dưới, mì sợi kinh đạo cực kỳ mỹ diệu, thịt bò càng là ngon. Này mặt, thật sự là ăn ngon a. Hồng Vũ Diệp chỉ ăn vài miếng, liền không lại động đũa. Là không hợp khẩu vị sao? Ông chủ nhẹ giọng hỏi. Nàng một mực không có đi. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chẳng qua là quay đầu nhìn ông chủ liếc mắt, Giang Hạo đã ăn xong. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Hắn mong muốn trả tiền rời đi nơi này không nên ở lại lâu. Tiệm chúng ta có cái quy củ, vậy liền là lần đầu tiên tới ăn mì, không cần trả tiền, chỉ cần cáo chi tên là đủ. Ông chủ nói ra, tên. Giang Hạo ngữ điệu bình thản. Hắn cũng không biết vị lão bản này mục đích chỗ. Cáo chi tên theo lý thuyết không có gì, có thể phương thức như vậy hỏi thăm, tổng khiến người ta cảm thấy có phần có chút bất an. Hồng Vũ Diệp một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì mở miệng dục vọng. Giang Hạo nhìn ông chủ, nói, ta vẫn chỉ là thanh toán linh thạch đi. Tiếu Tam Sinh cái tên này không thể dùng, Bích Trúc ngay tại bên cạnh. Cổ Kim Thiên hắn cũng không muốn dùng, luôn cảm thấy vị lão bản này không đơn giản. Ông chủ nhìn xem Giang Hạo, nói khẽ, tiền bối như là đã trở lại Tây Bộ, tại sao phải trốn tránh? Giang Hạo trong lòng mờ mịt, có ý tứ gì? Chương 839, ta là Cổ Kim Thiên. Nghe tiệm mì lão bản, Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc. Đối phương câu nói này nghe giống sớm liền biết mình là người nào. Đi vào Tây Bộ về sau, hắn chưa bao giờ nói qua tên của mình. Đối phương từ nơi nào đó có thể thấy được này chút. Ta không rõ ông chủ ý tứ. Giang Hạo mở miệng. Bất kể như thế nào, đối phương hiểu lầm không thể đón lấy. Bích Trúc tiên tử đều muốn an tĩnh ngồi ở chỗ này, hắn một cái vũ hóa tu sĩ, đảm đương không nổi đối phương một câu tiền bối, cho nên đoạn không thể đón lấy. Nếu như là đối Hồng Vũ Diệp, vậy liền không ngại. Có thể nhìn đối phương tư thế, là nhằm vào chính mình phát biểu. Nói cách khác, trong mắt đối phương, chính mình là tiền bối. Tiền bối làm thật không nhớ rõ ta rồi. Ông chủ hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Hắn thậm chí cũng không biết đối phương nói tiền bối là ai. Ta gọi Lưu Oánh, tiền bối có ấn tượng sao? Tiệm mì lão bản hỏi. Có lẽ là nhận lầm người. Giang Hạo nói ra. Phải không? Lưu Oánh có phần có chút thất lạc. Về sau không nữa xoắn xuýt này chút, mà chỉ nói, Tây Bộ khí vận xuất hiện một chút hỗn loạn, ta có thể thấy không nhiều, thế nhưng biển trời rừng cây cũng đã không kiểm soát. Ngăn cản hay không căn bản không có ý nghĩa, bởi vì mất khống chế sau ta mới biết được vị trí cụ thể. Có thể dù cho hiện tại cũng không biết đầu nguồn là cái gì, ta vẫn cho là cỗ này hỗn loạn sẽ mang đến lớn lao ảnh hưởng, mãi đến ngài xuất hiện, ta biết Tây Bộ sắp ổn định. Ta đến ngươi nhìn thấy cái gì? Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn chính mình cũng không biết chính mình có thể mang đến ảnh hưởng gì. Mà lại biển trời rừng cây sự tình, hắn cũng không có nhúng tay ý nghĩ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hữu tâm vô lực. Không có, ta không thấy gì cả. Ông chủ Lưu Oánh nói ra. Vậy ngươi vì cái gì cảm thấy ta đến sẽ để cho Tây Bộ ổn định? Giang Hạo hỏi. Cảm giác đối phương nói chuyện có chút mâu thuẫn. Này còn cần nhìn cái gì sao? Ông chủ chắc chắn nói, người có tên cây có bóng, tên của ngài đã đại biểu hết thảy. Vô số năm trước, Ngài một người trấn áp Tây Bộ, trèo chống một mảnh thuộc về Ngài Thiên. Đông Bộ Hạo Thiên Tông đều muốn tại trước mặt Ngài lui lại, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông đều muốn tại trước mặt Ngài cúi đầu. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nghe vậy Giang Hạo kinh hãi không thôi, chính mình lúc nào cường đại như vậy rồi? Hắn cảm giác đối phương nhất định là nhận lầm người, có thể lại hiếu kỳ này nói tới ai, cho nên hỏi một câu, cái kia ta là ai? Trấn nhiếp vạn vật trung yên, đem bọn hắn người cầm đầu, bức bách tiến vào hư vô chi hải. Trọng thương đọa tiên tộc, để bọn hắn không thể không bốn phía ẩn núp. Trấn áp thi tộc, nhiều người bình thường không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Ngài là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối, là Tây Bộ đỉnh thiên lập địa tồn tại, càng là thời đại phía dưới người mạnh nhất. Tên của ngài là Cổ Kim Thiên. Lưu Oánh chân thành nói. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Bên trên Bích Trúc càng là hoảng sợ. Cổ Kim Thiên, cùng trong tay nàng cổ kim thư có quan hệ hay không? Khẳng định có. Bởi vì sách nội dung nàng xem qua, cùng ông chủ nói không kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời không tiếp tục nhìn về phía bên kia, mà là cúi đầu ăn mì. Vận khí tốt giống trở nên kém, thế mà gặp chính chủ, theo tiệm mì lão bản loại thái độ đó, nàng liền có thể nhìn ra, mình tại hai vị kia trước mặt liền muốn người bình thường. Tây Bộ thật sự là đáng sợ. Nơi này không phải người ngu, Nam Bộ thế nào gặp được loại tình huống này? Vẫn là Nam Bộ an toàn, bên ngoài cho dù tốt cũng so ra kém quê hương mình tốt. Trở về, tránh thoát lần đại kiếp nạn này liền trở về. Giang Hạo cũng là ngoài ý muốn, chính mình còn không có cáo chi người khác chính mình gọi Cổ Kim Thiên, làm sao lại có người nhận ra? Duy nhất khả năng liền là lòng bàn tay của hắn tên. Cái tên này thế mà có thể bị phát giác, hoặc là nói, cái tên này có thể cho Tây Bộ mang đến lớn như vậy ảnh hưởng. Cổ Kim Thiên làm thật có chút ít. Khó trách dám đi sâu thiên cực ách vận châu nơi sinh ra. Còn không đến mức bỏ mình. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta là Cổ Kim Thiên? Giang Hạo vẻ mặt bình thản. Đối phương nói như thế chắc chắn, chính mình phản bác ý nghĩa không lớn. Bởi vì chỉ có ngài mới có thể cho Tây Bộ mang đến lớn như vậy, khí vận gợn sóng. Ông chủ chân thành nói, Giang Hạo thuận theo. Hắn đột nhiên nhớ tới cổ kim thư một trang cuối cùng. Thời điểm gặp lại, ta đã là cũng không phải ta. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình. Mà bây giờ sách còn tại Bích Trúc trên thân, nếu như cầm về, như vậy thư viện người có phải hay không liền sẽ nghi vấn, cũng sẽ không cho là chính mình là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo không xác định. Mặt bao nhiêu tiền? Giang Hạo không có nhiều lời mặt khác, mà là dự định tính tiền. Tiệm mì lão bản không có kiên trì, muốn 10 đồng tiền, Giang Hạo cho tiền, liền đứng dậy rời đi. Tiền bối. Ông chủ nhìn xem Giang Hạo dừng lại, lập tức nói, có lẽ ngài tình huống không đúng, có ý tránh đi. Có thể Tây Bộ khí vận như cùng một cái vòng xoáy, ngài chiếm so cực lớn, mà biển trời rừng cây tình huống bên kia cũng thế. Mặc kệ ngài có phải không có ý xử lý, tại dạng này nhân quả khí vận dưới, hai phe đã định trước sẽ gặp nhau. Thỉnh nhất định cẩn thận. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nghe, cùng Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Chờ hai người rời đi, tiệm mì lão bản vẻ mặt khôi phục lãnh đạo. Bích Trúc nhìn về phía nàng lúc, lấy được chẳng qua là bình thản tầm mắt. Tiền bối, ta là chuyện gì xảy ra? Bích Trúc hỏi. Ngươi cũng tại Tây Bộ vòng xoáy bên trong. Lưu Oánh nói ra. Vì cái gì? Bích Trúc có chút khó có thể tin, ta chẳng qua là một cái tiểu bình thường thiếu nữ. Ngươi trên thân mang theo cổ kim thư, quyển sách này mặc dù không phải nguyên nhân chính, thế nhưng cũng khá liên quan. Lưu Oánh nhìn Bích Trúc nói, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn trộm đến nhân vật gì? Nói xong nàng liền ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi người trước mắt trả lời vấn đề. Nhìn trộm đến cái gì? Bích Trúc suy tư một lát lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn trộm đến nhân vật đáng sợ nào. Nàng tại Nam Bộ cũng vẫn tính cẩn thận, có nguy hiểm gì đều sẽ tận lực tránh đi. Chuyện nguy hiểm nhất, đại khái xuất liền là tới gần thiên cực ách vận châu, cho nên nàng không cảm giác mình đắc tội với ai. Khẳng định có nhìn trộm đến cái gì, âm thầm tồn tại để mắt tới ngươi, thế nhưng cũng không muốn ngươi chết đi. Cho nên tại phát giác được ngươi tiến vào vòng xoáy về sau, tăng thêm cổ kim thư duyên cớ, khiến cho hắn xuất hiện sai lầm phán đoán. Cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận không có gì sánh kịp khí vận, cho nên tình trạng của ngươi mới có thể xuất hiện dị thường. Ngươi tiếp nhận nhiều ít, cuối cùng liền phải trả lại bao nhiêu. Hết thảy khí vận biếu tặng đều là có giá cả. Lưu Oánh kiên nhẫn giải thích nói. Tiền bối, ta đây muốn như thế nào mới có thể từ loại này khí vận bên trong đi ra ngoài? Bích Trúc lông mày cau lại, nhưng ta lại là thế nào cuốn vào trong đó? Cũng bởi vì một quyển sách, có lẽ vẫn là sau lưng người kia nguyên nhân, hắn tại Tây Bộ khả năng cũng có một chỗ cắm rùi, cho nên bị ép cuốn vào trong đó. Lưu Oánh nói ra, vậy hắn cho ta khí vận, cũng tính âm thầm biếu tặng. Rõ ràng là hắn hại ta thành dạng này. Bích Trúc một mặt ủy khuất, mạnh mẽ liền khi dễ như vậy người, chính mình là muốn tìm người nói rõ lý lẽ đều không địa phương tìm. Tây Bộ gần nhất sự tình rất nhiều, ngươi không nhất định không có sinh cơ. Còn nữa, cổ hôm nay tiền bối tới, ngươi sống sót xác suất rất lớn. Đến mức theo khí vận bên trong ra tới, hẳn là không thể nào, trừ phi ngươi có thể dung chuyển người sau lưng. Có thể hiện tại ngươi tựa hồ liền người sau lưng là ai cũng không biết. Chương 840, khí vận vòng xoáy. Đối mặt Lưu Oánh nói, Bích Trúc cho mày. Nàng còn là nghĩ không ra chính mình đắc tội qua vị nào không biết tên cường giả. Theo lý thuyết không nên. Cũng có thể là lơ đãng liếc mắt, liền bị xem như nhìn trộm không biết tồn tại. Ta đây phải nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt loại vấn đề này? Bích Trúc hỏi. Có người giúp ngươi tạm thời chế trụ như hỏa khí vận, ta cũng có thể giúp ngươi một cái, về sau ngươi phải đi ứng kiếp. Đương nhiên, cũng có thể thử tìm ra người sau lưng, nhìn một chút có thể hay không thực hiện ảnh hưởng. Lưu Oánh nói ra. Tiền bối, dùng ánh mắt của ngươi đến xem, ta ứng kiếp sống sót xác suất có nhiều ít? Bích Trúc cẩn thận hỏi. 99% muốn chết. Tiệm mì lão bản hồi đáp. Bích Trúc gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chính mình căn bản là không có cách ứng kiếp. Đơn giản đang khi dễ người. Tiệm mì lão bản vươn tay, muốn vì Bích Trúc bắt mạch. Người sau vội vàng đưa tay ra, an tĩnh cùng đợi. Một chút thời gian sau, Lưu Oánh mở miệng nói, ngươi hẳn là rất sớm đã bị để mắt tới, thế nhưng mấy tháng gần đây đối phương mới phảng phất thức tỉnh, đưa ánh mắt quăng đi qua. Ngươi tự suy nghĩ một chút đến cùng là bị cái gì để mắt tới đến mức ứng kiếp, kỳ thật có biện pháp nhường ngươi thêm tỷ lệ cao. Biện pháp gì? Bích Trúc nhãn tỉnh sáng lên. Ta có khả năng đơn giản giúp ngươi, thế nhưng ngươi cần muốn giúp ta làm một chuyện. Lưu Oánh nói ra. Là chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Nàng tự nhiên hiểu rõ cần phải bỏ ra vài thứ. Nếu tới nơi này, liền đã làm tốt trả giá chuẩn bị. Dù sao việc quan hệ mạng nhỏ. Các ngươi nhận biết Thiên Linh tộc người? Lưu Oánh hỏi. Nhận biết. Bích Trúc gật đầu. Hiện tại Thiên Linh tộc người, các ngươi có biện pháp tới câu thông sao? Hẳn là có khả năng. Trả lời vấn đề là Xảo Di. Ta muốn các ngươi tiến vào Thiên Linh tộc, giúp ta tìm một quyển sách. Lưu Oánh bình tĩnh nói, quyển sách này ghi lại thánh đạo tình huống, ta muốn biết thánh đạo vị kia tin tức. Cái này sao có thể? Xảo Di lắc đầu nói, Thiên Linh tộc hiện có thư tịch, không có liên quan tới thánh đạo cụ thể ghi chép. Có, chỉ là các ngươi tìm không thấy mà thôi, ta có khả năng cáo chi các vị đưa, các ngươi đi làm liền tốt. Nếu như sau khi đi vào vẫn là không thấy quyển sách này, như vậy lần giao dịch này là có thể kết thúc. Lưu Oánh nói ra. Là sách gì? Bích Trúc hỏi. Ta vô pháp cáo chi ngươi, thế nhưng ngươi cầm tới liền tốt. Cầm tới về sau không thể mở ra, trực tiếp đưa đến nơi này của ta là đủ. Lưu Oánh nói ra. Bích Trúc suy tư dưới, cảm giác Thiên Linh tộc hẳn là không thế nào nguy hiểm, cho nên không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, dù cho gặp nguy hiểm, đều phải đi một chuyến. Bất quá liên quan thánh đạo tư liệu, không thể xem có chút đáng tiếc. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào gia tăng lần này sống sót xác suất. Lưu Oánh nhìn ra phía ngoài nói, tây bộ trên mặt đất, xuất hiện một người. Người này khí vận cao minh, chịu thiên địa chiếu cố. Tìm tới nàng, không cần áp quá gần, đều có thể gia tăng ứng kiếp xác suất thành công. Chờ chuyện này vừa kết thúc, sau lưng ngươi tồn tại cũng sẽ thu tay lại. Đến tiếp sau như thế nào liền xem chính ngươi. Lưu Oánh nói ra. Bích Trúc gật đầu. Sau đó hỏi người kia. Đối phương đáp án cũng rất đơn giản. Thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, Bích Trúc giật mình, nhưng rất nhanh vấn đề lại tới. Ta hẳn là tìm không thấy thiên đạo trúc cơ. Ngươi biết thật nhiều, không cần lo lắng, hiện tại ta nói ngươi có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Minh Nguyệt Tông thủ đoạn là lợi hại, thế nhưng ngươi bây giờ trạng thái cũng hết sức kỳ lạ, có thể tìm tới. Ta hẳn là đi phương hướng nào? Tùy tiện, ngược lại ngươi vận khí tốt, chỉ cần ra cổ thành ngươi vận khí liền sẽ tốt vô cùng. Bích Trúc trong lúc nhất thời lại cảm thấy cái này khí vận như hỏa thực là không tồi, tò mò nàng hỏi cổ thành, nghe nói này tòa thành là Thiên Văn Thư Viện địa điểm cũ, là thật sao? Thật, nơi này còn có rất nhiều cơ duyên, ngươi có thể tìm tới liền là của ngươi. Lưu Oánh thuận miệng trả lời, vì cái gì Thiên Văn Thư Viện lại đột nhiên di chuyển? Lần này Bích Trúc không có đạt được đáp án, xem ra trước kia Thiên Văn Thư Viện xuất hiện qua đại biến, nhưng thư viện không thể không chuyển di. Lại giao phó rất lâu, Lưu Oánh mới nói, đi thôi, ta có thể cáo chi ngươi đủ nhiều. Bích Trúc lưu luyến không rời đi. Vừa mới nàng ngồi liền biết không ít sự tình, không đề cập tới chính mình. Liền nói biển trời rừng cây, bên kia biến cố đã bắt đầu, vậy đã nói rõ nhắc nhở của mình cũng không có lên tính thực chất tác dụng. Đại kiếp vẫn là tới. Còn có liền là Vạn Vật Trung Yên thủ lĩnh, tựa hồ bị bước tới hư vô chi hải. Vạn Vật Trung Yên, Đoạ Tiên tộc, Thi tộc đều cùng Thiên Văn Thư Viện có oán. Tiểu nhị nhìn xem hai người rời đi, có chút tò mò hỏi, ông chủ, ngươi thật không biết là người nào chằm chằm chiếm hữu nàng sao? Ngươi đối nàng có hảo cảm? Ông chủ quay đầu hỏi, liền là người rất tốt. Tiểu nhị trả lời, Trên người nàng hết sức phức tạp, ta cũng không muốn liên quan đến quá sâu. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, tiếp xúc người càng cùng sự tình đều không tầm thường, không phải làm sao lại bị vị kia coi trọng. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không nhớ ra được, chính mình lúc nào nhìn trộm qua hắn. Ông chủ lắc đầu, sau đó đi vào hậu trù. Tiểu nhị thở dài, trong tiệm lại không có người nào. Bích Trúc mang theo Xảo Di rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đang suy nghĩ chính mình hẳn là hướng phương hướng nào tìm người. Ban đầu chỉ là muốn thuận tiện tìm đến Thiên Đạo Trúc Cơ, không nghĩ tới bây giờ không tìm Thiên Đạo Trúc Cơ không xong rồi. Công chúa, ngươi đến cùng chọc phải người nào? Xảo Di có chút lo lắng nói. Không biết, bất quá lão bản kia khẳng định biết, chẳng qua là không nói cho ta mà thôi. Bích Trúc chắc chắn nói. Công chúa vì cái gì nói như vậy? Xảo Di hỏi. Tây bộ khí vận vòng xoáy, Cổ Kim Thiên vừa xuất hiện nàng liền biết đối phương là ai, có thể đi vào vòng xoáy người, tuyệt đối không có bao nhiêu. Nàng biết biển trời rừng cây, biết Cổ Kim Thiên, còn biết Thiên Đạo Trúc Cơ, không có lý do đối ta người sau lưng hoàn toàn không biết gì cả. Dạng này người hết thảy cũng không có mấy cái, đoán đều có thể đoán ra một chút. Nàng hẳn là xuất phát từ nguyên nhân nào đó không muốn nói. Bích Trúc nói ra. Xảo Di phát hiện công chúa những năm này một thân một mình hành tẩu từng chỗ, cũng không là dựa vào lấy thân phận thực lực cùng với trang thiếu nữ. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Không biết, trước tìm Thiên Đạo Trúc Cơ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, ta đại khái suất sẽ không có việc gì, dù sao tiệm mì lão bản còn muốn chúng ta làm việc. Xảo Di ngẫm lại cũng thế, bất quá lần này công chúa không có việc gì, như vậy các nàng liền muốn đi Thiên Linh tộc. Cái chỗ kia có thể không an toàn. Chuyện sau này hãy nói, ngược lại cũng không nói kỳ hạn, từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Bích Trúc không chút để ý, hiện tại còn không xác định có thể không có thể sống sót, lo lắng về sau làm gì. Giang Hạo theo tiệm mì ra tới, cũng là không hề rời đi cổ thành dự định, mà là muốn đi các nơi nhìn một chút, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Chẳng qua là tiệm mì lão bản nói lời, khiến cho hắn có chút để ý. Trên đường hắn hỏi Hồng Vũ Diệp, tiền bối, chúng ta thật sẽ cùng một vị nào đó cường giả gặp phải sao? Nếu như hắn không có đoán sai, cường giả này khả năng liền là cỗ thi thể kia. Biển trời rừng cây ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, hiện tại liền xem ảnh hưởng có bao lớn. Là ngươi, không phải chúng ta. Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. Chương 841, bia đá bị cư dân lau sạch sẽ. Nghe được Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo vẻ mặt cứng đờ. Đối mặt biển trời rừng cây cường giả, hắn không có nửa điểm phần thắng. Đó là vạn vật trung yên dùng tới nhằm vào toàn bộ Tây Bộ vũ khí, cho dù là Tây Bộ đều hết sức khó đối phó, càng đừng đề cập chính mình một cái vũ hóa tu sĩ. Tây Bộ cũng không phải Nam Bộ, nơi này có tiên tông cùng với rất nhiều đại tông. Dù cho bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sự tình, Thiên Văn Thư Viện ở vào so sánh trạng thái hư nhược, cái kia cũng không phải Nam Bộ có thể so sánh được, cho nên vạn vật trung yên có lòng tin mang đến hủy diệt, liền đủ để chứng minh thi thể mạnh mẽ. Giang Hạo mạnh hơn cũng không thể nào là thi thể đối thủ, thậm chí có thể không thể trốn thoát đều là vấn đề. Tiền bối, vãn bối bất quá nhỏ tiểu kim đan, một khi bị cường giả gặp được, nhất định vô pháp giúp tiền bối làm việc. Giang Hạo nói ra. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha, nói, ngươi tự hồ cùng bất luận cái gì suối quẩy đồ vật, đều rất hữu duyên. Khí vận vòng xoáy hay không đều trốn không thoát. Giang Hạo sững sờ, lúc này mới nhớ tới, cỗ thi thể kia cũng là suối quẩy đồ vật. Nói đến, chính mình gặp phải xác thực đều là chút suối quẩy đồ vật. Thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, cho dù là cái kia chớ chú thụ đều là như thế. Nhưng này không có quan hệ gì với hắn, chẳng qua là đồ tốt đã sớm bị người mang đi, mà hòng đồ vật ảnh hưởng lại có chút to lớn, vừa vặn đưa hắn bao phủ trong đó, cho nên mới lộ ra hắn cùng hòng đồ vật hữu duyên. Giang Hạo nội tâm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên, cũng không có nhìn thấy cái gọi là khí vận vòng xoáy. Ngươi đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp đi tại bên đường trên đường nhỏ hỏi. Vãn bối muốn nhìn thấy thế nào có thể thấy cái gọi là khí vận vòng xoáy. Giang Hạo nói ra, mặc kệ hắn như thế nào cảm giác, đều không thể phát giác một chút. Có được tỏa thiên cùng với vô danh bí tịch hắn, ấn lý thuyết có thể phát giác rất nhiều đồ vật. Có thể đến nay, cũng không cách nào phát giác chính mình có được dẫn động Tây Bộ khí vận. Cổ Kim Thiên vì hắn mang tới, tựa hồ không chỉ là một cái thân phận, còn có cái tên này khí vận. Phảng phất hắn liền là thật Cổ Kim Thiên. Khó trách khi đó Cổ Kim Thiên sẽ nói, không ai sẽ nghi vấn. Này đã không chỉ là tên, mà là nhân quả, khí vận, tất cả đều đi tới hắn nơi này. Ta đã là ta, cũng không phải ta. Hồng Vũ Diệp không có mở miệng, chẳng qua là an tĩnh đi. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện nay muốn trước biết rõ ràng biển trời rừng cây tình huống bên kia. Hiện tại mình tại Tây Bộ đã bị nhận định là Cổ Kim Thiên, như vậy mặc khác thân phận liền không thể dùng. Nhất là Tiếu Tam Sinh. Một khi sử dụng, liền dễ dàng mang đến cho mình phiền toái. Đến lúc đó người người đều sẽ cảm giác đến Tiếu Tam Sinh là Cổ Kim Thiên. Về sau tại hải ngoại rất khó lại dùng Tiếu Tam Sinh cái thân phận này. Về sau hắn bắt đầu xem xét bốn phía, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ lúc, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện chỗ sâu có một tấm bia đá. Tấm bia đá này có hạo nhiên chi khí. Tiền bối muốn vào xem một chút sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền cất bước đi vào. Nơi này có mấy người đang uống trà, đối bia đá lơ đễnh. Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá, nhìn kỹ dưới, phát hiện trên đó viết bốn cái đại đại chữ, Tiên Hiền Trang Sách, là Thiên Văn Thư Viện Tiên Hiền lưu lại trang sách. Lúc này một vị người đàn ông trung niên xuất hiện tại Giang Hạo bên người. Đối phương sau lưng cõng kiếm, quần áo và trang sức hơi có chút ngổn ngang, giống lang thang kiếm khách. Người bình thường, trên người này có một loại kỳ quái khí, không là linh tức cũng không được tiên khí. Chẳng qua là bình thường ngưng tụ mà ra khí, giống võ học chân khí. Tiền bối là... Giang Hạo mở miệng hỏi, có chút khách khí. Hắn cũng trong nháy mắt trở nên giống phổ thông nhân gia hài tử, một cái không nhà để về kiếm khách. Người đàn ông trung niên cười nói, tiền bối đối cái này bia đã hiểu rõ nhiều không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn chỉ biết là Thiên Văn Học Viện cũng có trang sách nói chuyện, thế nhưng không hiểu nhiều. Đây là Thiên Văn Thư Viện lưu lại, nghe nói là thư viện tiên hiển viết ra tiên duyên. Hiện tại bia đá liền để ở chỗ này, có tiên duyên người, tự nhiên có thể thấy càng nhiều đồ vật. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người thấy trong đó nội dung. Người đàn ông trung niên nói ra, Thiên Văn Thư Viện tiên duyên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể là tùy tiện để ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên. Đúng vậy à, Thiên Văn Thư Viện là tiên gia chỗ, càng là tiên nhân triều thánh chỗ ở, nghe nói nơi này chính là đã từng tiên phủ. Người đàn ông trung niên vừa cười vừa nói, tựa hồ liền hắn đều không thể nào tin được những thứ này. Tiền bối là một vị kiếm khách? Giang Hạo hỏi. Người đàn ông trung niên lắc đầu tự giễu nói, học một chút kiếm, chưa nói tới kiếm khách. Tới từ nơi này, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem cái gọi là tiên duyên. Chẳng qua là nhìn mấy ngày, phát hiện không có cái gì. Có lẽ hết thảy vốn là giả, cũng có khả năng ta không có bực này tiên duyên. Giang Hạo gật đầu. Xác thực như thế, mong muốn tiên duyên người nhiều không kể xiết, có thể cuối cùng có thể đạp vào con đường này người có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Đừng nhìn một cái tông môn chiêu thu đệ tử không ít. Vậy cũng là các nơi tụ đến nhân tài, mà những người này, tuyệt đại bộ phận sẽ lưu tại luyện khí. Về sau bắt đầu sàng chọn, thiên phú, cơ duyên, tâm tính, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Mấy lần chiêu thu nhận đệ tử, có lẽ chỉ có một người có khả năng đi đến phản hư. Rõ ràng con đường này có nhiều khó khăn. Về sau, Giang Hạo đi vào bia đá mặt trái. Cẩn thận cảm giác dưới, thế mà cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng tại ánh mắt của hắn dưới, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản, nội bộ cất giấu cái gì. Có thể bất kể thế nào xem, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thật chính là hết sức xem duyên phận đồ vật. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Về sau hắn dùng ngón tay lau lau rồi tẩy, không nhuốm bụi trần, trong lúc nhất thời càng là cảm khái. Nơi này bia đá mỗi một khối đều bị tẩy sạch sành xanh, là đúng tiên hiền tôn kính. Trung niên kiếm khách cười nói, không có buông tha một khối sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Cũng là có một khối, nghe nói là thư viện phản đồ. Người đàn ông trung niên nói ra, thư viện phản đồ. Giang Hạo tò mò, mời ta uống rượu, ta dẫn ngươi đi. Trung niên kiếm khách một mặt ý cười. Hẳn là. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật bia đá hắn cũng không nóng nảy tẩy, đi xem một chút cũng tốt. Cổ thành bên ngoài, một vị có chút to con nam nhân thở phào một cái, đã lâu như vậy, cuối cùng đến nơi này. Đào tiên sinh vì cái gì nhất định phải tới cổ thành? Chu Thâm rất là tò mò. Hắn thần quang nội liễm, trầm ổn không mất uy nghiêm. Mà tại hắn phía trước đứng đấy chính là có chút to con Đào tiên sinh, nhìn như thô kệch lại mang theo dáng vẻ thư sinh hơi thở. Đào tiên sinh hành vi từ có thâm ý, đúng không? Thiếu nữ hộ vệ Đường Nhã âm dương quái khí mà nói. Đào tiên sinh cười dưới, nói, đúng, các ngươi đi theo ta chính là. Đào tiên sinh hẳn là lần đầu tiên đến, đối với nơi này nhận biết nhiều. Chu Thâm hỏi, mộ danh đã lâu. Đào tiên sinh đi ở phía trước nói. Chẳng lẽ là... Chu Thâm nghĩ tới điều gì? Đúng, đi xem một chút đi. Đào tiên sinh nói ra. Mỗi lần đều như vậy, nghe các ngươi nói chuyện không bằng không nghe, ngày ngày làm trò bí hiểm. Đường Nhã một mặt ghét bỏ. Lần này ngươi có khả năng không dùng ra đến, là ngươi nhất định phải đi theo. Chu Thâm nói ra. Tây Bộ A, tiên tông chỗ, ta chưa từng tới bao giờ, tự nhiên muốn cùng đến xem. Mà lại Thiên Văn Thư Viện là đại tiên sinh đã từng tông môn. Tới xem một chút là hẳn là. Đường Nhã chân thành nói. Đào tiên sinh cười ha ha, nói, nghe nói nơi này còn có tiên duyên, có lẽ đối với chúng ta có chỗ tốt cũng khó nói. Chương 842, cơ duyên bị đoạt. Đào Tiên Sinh ba người đi vào bên trong đi. Trên đường thấy được không ít mặt tiền cửa hàng. Cảm giác nơi này cùng hải ngoại xác thực khác biệt, thuộc về người bình thường phồn hoa. Để cho người ta có một loại yên hỏa khí tức. Khó có thể tưởng tượng, Thiên Văn Thư Viện phụ cận, thế mà còn có một chỗ như vậy. Chu Thâm có chút cảm khái. Ta cảm giác bên kia đồ vật ăn thật ngon, các ngươi muốn ăn sao? Đường Thi hỏi. Đi mua đi, nếm thử cũng tốt. Đào Tiên Sinh cười nói. Xảo Di, chúng ta có muốn ăn chút gì hay không? Ăn ngon. Ta ăn mấy tháng mặt, bên kia có bánh nướng, chúng ta đi ăn một chút đi. Lúc này một thiếu nữ mang theo một vị thành thục nữ tử theo bên cạnh bọn hắn đi qua. Ta đi mua đi. Thành thục nữ tử nói ra. Không muốn, vẫn là chính ta đi, ta sẽ chọn. Thiếu nữ cười nói. Về sau các nàng liền cùng Đường Nhã cùng nhau đi tới bên trên bánh nướng sạp hàng. Bánh nướng sạp hàng trước, Bích Trúc nhìn xem Đường Nhã cười nói, tiền bối thoạt nhìn không phải bản địa. Lúc này Bích Trúc Kim Đan sơ kỳ, Đường Nhã Nguyên Thần hậu kỳ. Người trước là tự nguyện, người sau là bị ép buộc. Nơi khác. Đường Nhã gật đầu, sau đó nói, ta cảm giác ngươi thoạt nhìn có chút nguy hiểm, ngươi có phải hay không ẩn giấu tu vi rồi? Tại sao phải nói như vậy? Bích Trúc một mặt chấn kinh mà hỏi. Bởi vì rất nhiều người đều ưa thích ẩn giấu tu vi, quay tới quay lui. Động một chút lại làm trò bí hiểm, ngươi ưa thích làm trò bí hiểm sao? Đường Nhã hỏi. Ta có miệng ba, từ trước tới giờ không làm trò bí hiểm. Bích Trúc cười nói. Ta cũng không thích, bọn hắn luôn nói ta đi thẳng về thẳng, không sớm thì muộn ăn thiệt thòi. Đường Nhã bất mãn nói. Không thích làm trò bí hiểm cũng không phải ngốc, cùng ăn thiệt thòi không quan hệ. Bích Trúc chân thành nói. Đường Nhã một mặt kỳ lạ, nói. Không sai, bọn hắn căn bản không hiểu. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói vô cùng hợp ý. Mua bánh nướng về sau, mới lưu luyến không rời đi. Bích Trúc mang theo Xảo Di tiếp tục đi ra phía ngoài. Công chúa mong muốn lợi dụng nàng. Xảo Di nhỏ giọng hỏi. Không có a, liền là thấy được cảm thấy rất có nhãn duyên, liền cùng với nàng tâm sự. Đây là một vị hết sức có ý tứ tiền bối. Bích Trúc ăn bánh nướng cười nói. Không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hướng mặt ngoài mà đi. Muốn đi tìm Thiên Đạo Trúc Cơ. Mà Đường Nhã trở về cũng là nói, vừa mới gặp một cái người rất lợi hại, mà lại cùng ta nói chuyện hết sức hợp ý, nàng cũng nói rất chán ghét làm trò bí hiểm người. Ta liền nói ta khẳng định không phải ví dụ. Không phải ví dụ. Chu Thâm gật đầu. Thậm chí không nguyện ý nhiều lời. Đào Tiên Sinh cười nói, có thể tìm tới một cái nói chuyện hợp ý người, cũng không dễ dàng. Nàng là ai? Không biết a, trò chuyện xong chúng ta liền riêng phần mình rời đi. Đường Nhã nói ra. Đào Tiên Sinh gật đầu, không nói thêm gì, mà là dẫn người hướng bên trong mà đi. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian, mời kiếm khách uống rượu. Về sau đối phương mang theo hắn một đường hướng cổ thành chỗ sâu đi đến. Mặc dù là đi vào bên trong, thế nhưng người không có đổi thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bên trong mới là thánh hiền chỗ ở, cho nên người ở đây không chỉ sẽ không thiếu, sẽ còn rất nhiều. Tất cả mọi người nghĩ đến bái cúi đầu, lưu lại một chút hương hỏa khí. Rất hữu dụng. Nghe vài bằng hữu nói, từ khi tới nơi này về sau, không còn có gặp được dĩ vãng cực khổ. Xuôi gió xuôi nước, cho nên mỗi tháng đều sẽ tới nơi này một lần, đưa lên hương hỏa, cũng vì cổ thành làm chút chuyện. Mà có thể lưu tại nơi này làm ăn người, càng là tôn kính tiên hiền. Trung niên kiếm khách nói ra. Giang Hạo gật đầu, nơi này là Thiên Văn Thư Viện địa điểm cũ, chắc chắn có người bình thường không thể nào hiểu được khí vận. Một cái tiên tông lưu lại ân trạch, bảo hộ những người này, hoàn toàn dư xài. Cho nên thân là phản đồ. Người nơi này liền rất thống hận. Cái chỗ kia cũng là không ai quét dọn. Trung niên kiếm khách nói ra. Giang Hạo có thể lý giải, bất quá đối với tên phản đồ này hắn có chút hiếu kỳ. Phản đồ là kêu cái gì? Không biết. Trung niên kiếm khách lắc đầu nói, tựa hồ không có người nào biết, dù cho có người biết, cũng sẽ không đề cập. Chỉ là muốn để người ta biết có như thế một tên phản đồ, mà không muốn để cho người nhớ lại người này. Vì cái gì? Giang Hạo ngoài ý muốn. Bởi vì muốn cho hắn tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Làm cho tất cả mọi người không nhớ được tên của hắn, không phải tên của hắn truyền ngàn năm, không phải tiện nghi hắn rồi. Trung niên kiếm khách cười nói, ta lúc đầu nghe được chính là cái này lý do. Nhất thời Giang Hạo cũng không biết này loại cái ý nghĩ là có đúng hay không. Vì lễ phép, đành phải gật đầu biểu thị mình tại nghe. Một chút thời gian sau, ba người tới một chỗ cách thánh hiền pho tượng hơi gần trong ngõ nhỏ. Chính là chỗ này. Trung niên kiếm khách cảm khái nói, tiên duyên thật sự là khó tìm. Người nói tiên nhân đứng lơ lửng trên không là cảm giác gì, nếu như này cả đời có thể bay lên trời một lần, đại khái cũng không uổng công đời này. Nếu như bay đi lên, nguyện vọng của ngươi có thể hay không biến cao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn nhìn đến đây vệ sinh cũng không kém. Không biết bên trong như thế nào, sẽ Trung niên kiếm khách chắc chắn nói, ta là một cái lòng tham người, ngươi đây, nguyện vọng của ta sao? Giang Hạo suy tư hạ nói, khả năng liền là thật tốt sống sót đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo liếc mắt, cũng không mở miệng. Sống không tốt đâu. Trung niên kiếm khách hỏi, sống không tốt. Giang Hạo khổ sở nói, cái kia thật buồn ngủ quá khó, thân bất do kỷ, mọi chuyện không thuận. Cái thế giới này, số khổ rất nhiều người, mà hắn không giúp được những người này. Mặc dù mình không lo ăn không lo uống, nhưng vẫn như cũ sống ở nguy hiểm dưới bóng mờ. Cũng đang không ngừng giãy giụa lấy, nơi này thế nào làm tịnh. Tiến vào một chút thời gian, người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện nơi này bị quét dọn, khả năng có người tới. Giang Hạo lông mày cau lại. Hắn xác thực cảm giác được bên trong có người. Có thể là người nào lại đột nhiên tới là phản đồ quét dọn đâu. Trung niên kiếm khách không hiểu. Vào xem liền biết. Giang Hạo bình tĩnh nói. Một đường đi vào bên trong đi, mặt đất xác thực có bị quét dọn dấu vết. Giang Hạo trong lòng có loại dự cảm xấu. Có người tại đoạt lấy cơ duyên của hắn. Quả nhiên, sau khi đi vào, bọn hắn thấy bên trong đứng vững vàng một tấm bia đá. Bia đá trước mặt có một cô gái trẻ tuổi đang dùng khăn lau tẩy, đã trà sát một nửa. Tấm bia đá này ở trong chứa hạo nhiên chi khí, vừa nhìn liền biết bất phàm. Trên đó dơ bẩn thâm hậu, lau nhất định có không ít thu hoạch. Hiện nay, cứ như vậy bị đối phương tan nát, Giang Hạo có loại cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội cảm giác. Trong lòng có chút khó chịu. Mình cùng Đào Tiên Sinh không quá hợp a, người tới chính là Đào Tiên Sinh ba người. Giang Hạo đồng đều gặp qua. Ba vị cũng là nơi này thử máy một chút duyên sao? Đào Tiên Sinh quay đầu xem hướng người tới. Nơi này mặc dù là phản đồ địa phương, thế nhưng các nơi đều không cơ duyên người, tổng sẽ thử tới này bên trong. Một phần vạn có đâu, có liền yên lặng ẩn giấu, không có tiếp tục phì nhổ. Cũng không có cái gì. Các ngươi dạng này quét dọn, sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Trung niên kiếm khách hảo tâm nhắc nhở. Cơ duyên có lẽ cần tẩy về sau mới có thể thu được đến, các ngươi muốn thử một chút sao? Đào Tiên Sinh hòa khí mà hỏi. Giang Hạo kích động, thế nhưng Hồng Vũ Diệp ở bên người. Hắn lo lắng xuất hiện màu trắng bọt khí, nào sẽ bị đối phương cảm giác xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, bộ ngực hắn có một ngụm bất khí. Dĩ vãng bị địch nhân chèn ép, đều không đến mức như thế. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thôi, chương 843, học hải vô nhai. Nơi này biến hóa là Giang Hạo hoàn toàn không có nghĩ tới. Dựa theo kiếm khách nói, nơi này đã rất nhiều năm không có người quét dọn. Chính mình chờ lâu một ngày hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc, đừng nói một ngày, chạy tới cũng không kịp. Bị người nhanh chân đến trước. Bất quá thấy ba người này về sau, hắn liền biết nơi này phản đồ là ai. Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh. Cái kia có thể làm cho hải ngoại thập nhị thiên vương đồng thời kiêng kỵ tôn trọng người, cũng là theo Uyên Hải đi ra người. Nhìn về phía trước ba người, Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi, lúc trước cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành, gặp qua bọn họ đây. Không biết bọn hắn nhìn mình hình dạng cùng dĩ vãng có phải hay không giống nhau. Lúc trước dùng chính là Tiếu Tam Sinh thư sinh dạng. Lần này không có ngụy trang, thế nhưng Hồng Vũ Diệp tại, bọn hắn cơ bản sẽ không xuất hiện chân thực hình dạng. Bích Trúc không phát hiện được hắn liền đủ để chứng minh vấn đề. Đào Tiên Sinh trong mắt không có biến hóa, cũng hẳn là thấy được lạ lẫm khuôn mặt. Nơi này thật sự có cơ duyên sao? Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá hỏi. Hắn nhìn xem dơ bẩn, rất muốn xuất ra khăn lau tẩy mấy lần. Có. Đường Nhã gật đầu nói, ta có thể cảm giác tấm bia đá này không đơn giản. Trung niên kiếm khách có chút kinh ngạc, ta không thấy như vậy. Ánh mắt của ngươi không có ta sáng như tuyết. Đường Nhã vừa lau vừa nói. Giang Hạo nhìn xem bia đá, phát hiện phía trên viết không phải tiên hiền trang sách, mà là kiểu chữ còn hơi nhỏ bốn chữ. Học hải vô nhai. Đúng, học hải vô nhai, đây là vị tiên sinh kia lưu lại, nghe nói học thức của hắn tại thư viện cũng phía trước nhóm. Đáng tiếc thiên phú tu luyện ngu dốt, hạn mức cao nhất kém xa những thư viện kia hậu viện tiên sinh. Đào Tiên Sinh có chút cảm khái nói. Giang Hạo cũng không để ý cái này, chỉ là nhớ tới đằng sau có khả năng lại thêm mấy chữ, cùng với bên trên một câu. Vị tiên sinh này đường sao mà gian khổ, dùng thiên phú của hắn theo lý thuyết đi không đến vị trí này, càng không khả năng trở thành thư viện nổi danh tiên sinh. Chu Thâm mang theo kính ý nói, không biết hắn lúc ấy như thế nào đi tới đây. Trung niên kiếm khách vốn muốn nói đây không phải phản đồ sao, có thể là không có có thể nói ra, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, có thể nhìn ra những người này là thật kính trọng này người. Chính mình nói cái này có chút tự chuốc nhục nhã. Đối với Đào Tiên Sinh đám người thuyết pháp, Giang Hạo cũng không có để ý. Không có một cái nào con đường thành cường giả là tạm biệt. Thở dài một tiếng, hắn lấy ra một cây bút, hỏi, có khả năng viết mấy chữ sao? Bằng hữu tùy ý. Đào Tiên Sinh cười nói, chúng ta cũng bất quá du khách, cũng không biết quy củ của nơi này. Nơi này hàng năm không người quét dọn, nghĩ đến là có thể viết. Giang Hạo gật đầu, sau đó an tĩnh đứng tại trước tấm bia đá. Hắn viết chữ còn không sai, cho nên mới dám bêu xấu. Bên cạnh vài người đều nhìn hắn, rất tò mò cái này người sẽ lưu lại cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế, Giang Hạo cũng không có chịu những bóng người này vang, mặc kệ bị trò mèo hay không, vậy cũng là cổ chuyện ngày hôm nay. Không có quan hệ gì với Giang Hạo, chẳng qua là xuất phát từ một chút kỳ quái ý nghĩ, mong muốn lưu lại một bút. Không biết cùng vị tiên sinh này ý nghĩ có hay không nhất trí. Một lát sau, Giang Hạo thu hồi bút mực. Lúc này Đường Nhã nhìn xem bia đá, không khỏi niệm đi ra, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Đi thôi. Giang Hạo quay người đối Hồng Vũ Diệp nói ra. Người sau gật đầu, sau đó cùng nhau rời đi. Đào tiên sinh nhìn xem chữ viết hơi xúc động, trong lúc nhất thời phảng phất thấy vị tiên sinh kia là như thế nào từng bước một đi, đến như thế độ cao. Mà trừ bọn họ, cảm thụ sâu nhất cắt chính là người đàn ông trung niên. Hắn biết chữ, cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này. Chẳng qua là không biết vì cái gì hốc mắt có chút ướt át. Hắn thổi nhỏ tập kiếm, muốn trở thành kiếm khách. Đáng tiếc một cảm giác vất vả liền không muốn tiếp tục, một tiếp tục liền muốn lười biếng. Hắn đã không có thiên phú, cũng không chăm chỉ, cũng không có cùng buồn tẻ cùng khổ nạn đồng hành. Bây giờ, không thành tựu được gì, có đôi khi cơ hội tại trước mắt hắn đều một cự tuyệt. Bởi vì hắn biết mình không có thực học, đoạn không dám nhận hạ loại kia cơ hội. Loại khổ này chát dĩ vãng còn không có gì, thấy câu nói này lại như là chảy ra, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng. Quá muộn, thật quá muộn. Năm đó qua không nghi ngờ, đã không cách nào lại tiếp tục rút kiếm. Chỉ có thể đem vác tại sau lưng, trở thành ngụy trang chính mình vật phẩm trang sức, sau đó nương tựa theo một chút tri thức, để cho người ta mời hắn uống say, dùng cái này sống qua ngày. Tiền bối. Đột nhiên có người cắt ngang suy nghĩ của hắn, quay đầu nhìn lại, là muốn rời khỏi người trẻ tuổi đang nhìn xem hắn. Gọi ta phải không? Trung niên kiếm khách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo gật đầu nói, tiền bối còn nhớ rõ mình tâm nguyện sao? Tâm nguyện? Trung niên kiếm khách trong lòng không hiểu. Đúng vậy à, ngươi nói muốn đứng lơ lửng trên không? Giang Hạo nhắc nhở. Trung niên kiếm khách cười hạ nói, đúng là nói qua. Nắm trên lưng kiếm lấy xuống đi, để dưới đất. Giang Hạo nói ra. Người sau không rõ ràng cho lắm, có thể vẫn làm. Đứng lên trên. Giang Hạo nói. Trung niên kiếm khách nghi hoặc, chân lại trước tiên đứng tại trên thân kiếm. Sau đó, đi theo ta. Giang Hạo nhẹ nói ra, ngay sau đó đạp thiên mà đi. Thấy cảnh này, người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, tại hắn còn chưa bắt đầu suy nghĩ lúc, dưới chân kiếm phát ra kiếm reo, ngay sau đó nâng lên hắn, ngự kiếm mà đi. Tiếng gió thổi ở bên tai gào thét, đường đi dần dần thu nhỏ, thành trì phẳng phất ngay tại dưới chân. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng có chút lạnh mình, lại có chút chờ mong. Giây lát, hắn ngự kiếm ở trên không, trên cao nhìn xuống. Núi non sông ngòi tại hắn phía dưới mà qua, đảo mắt liền là mấy dặm đường. Đó là hắn cần hành tẩu rất lâu mới có thể vượt qua đại sơn. Phía dưới, Hồng Vũ Diệp đứng trong ngõ hẻm nhìn xem bia đá. Bia đá bắt đầu xuất hiện biến hóa, Giang Hạo viết xuống chữ bị một chút khắc ấn lấy, phảng phất đạt được bia đá tán thành. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trên tấm bia đá liền xuất hiện hoàn chỉnh một câu. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Sau đó hào quang nở rộ, chẳng qua là nơi này không người hỏi thăm. Thấy bất quá giải rác mấy người. Đại tiên sinh cảm ứng được. Chu Thâm kinh ngạc nói. Đào tiên sinh gật đầu. Cái kia đại tiên sinh sẽ hỏi à, sẽ. Về sau hai người quay đầu. Vừa vặn sau sớm đã không có người. Đáng tiếc. Chu Thâm thở dài. Không đáng tiếc, dạng này cũng tốt. Đào tiên sinh cười nói. Đường Nhã nhìn xem hai người, quyền đương không nghe thấy bọn hắn đối thoại. Tiếp tục cho bia đá tẩy dơ bẩn. Hồi lâu sau, một tòa không lớn thành trì trước, trung niên kiếm khách tại đây bên trong dừng lại, là hắn nói lên. Nhìn xem Giang Hạo tan biến tại cao thiên thân ảnh, hắn có phần hơi xúc động. Nguyên lai ngự kiếm phi hành là cảm giác như vậy. Trong mắt của hắn y nguyên có chút ướt át, nhìn về phía cửa thành lúc, nhẹ giọng thở dài, hành tẩu nửa đời. Vốn không nghĩ trở lại, không nghĩ tới vẫn là trở về. Theo bộ pháp di chuyển, hắn tiến vào theo cửa thành, qua đường đi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ võ quán trước. Sau khi đi vào, thấy hoa một cái giáp lão nhân, đang dạy người tập võ. Đối phương trông thấy hắn sững sờ tại chỗ, trong mắt tức giận mọc lan tràn, rồi lại bùi ngùi mãi thôi, ngươi, còn hiểu về được. Người đàn ông trung niên tới đến lão già trước mặt, quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo kiên định, phụ thân, ta muốn học kiếm. Trong chớp nhoáng này, lão già phảng phất về tới 30 mấy năm trước. Một đứa bé quỳ trước mặt hắn bảo hắn biết, mong muốn học kiếm. Nhưng hôm nay đứa trẻ này biến thành 40 tuổi người đàn ông trung niên. Có thể bất kể như thế nào hắn vẫn là trở về cùng dĩ vãng giống nhau lời, được. Trung niên kiếm khách tầng tầng dập đầu mấy cái. Hắn biết trên đời này có tiên duyên, nhưng tiên duyên cũng không có khả năng để ý tầm thường vô vi, thường thường không có gì lạ hắn. Về sau nếu là có thể gặp được, hắn nghĩ để cho mình xứng với tiên duyên. Phụ thân, 40 tuổi ta lại học kiếm, có thể hay không quá muộn? Không muộn, vừa vặn. Chương 844, nhân duyên phổ. Giang Hạo ngự kiếm trở lại cổ thành. Nơi này rất lớn, hắn vẫn là muốn nhìn xem địa phương khác. Có lẽ còn có một số bị mai một địa phương. Ở cửa thành vị trí cùng Hồng Vũ Diệp tụ hợp về sau, bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục đi dạo, theo ban ngày đến ban đêm. Lúc này tinh quang sáng chói, trăng sáng cao chiếu, Giang Hạo theo một chỗ trong ngõ nhỏ đi ra, đi tới thành bên trong dòng sông một bên. Nơi này răng đèn kết hoa, ven đường thấy nhiều một nam một nữ đồng hành người. Hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Giang Hạo rất là tò mò. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, bình thản ánh mắt cái gì đều không phát hiện ra được. Giang Hạo cũng không thèm để ý, bất quá chuyện nơi đây, chính mình không có điều tra tốt, đối phương cũng xác thực sẽ không biết. Chẳng qua là hôm nay vừa mới đến nơi đây, không rõ có hay không có chuyển động cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc là, lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thật chính là rất sạch sẽ, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất cơ duyên bị Đào Tiên Sinh ba người phá hủy, thật sự có chút đáng tiếc. Con sông này lại có quang. Giang Hạo nhìn xem bên cạnh nước sông có chút ngoài ý muốn. Lúc này đáy sông dưới có ánh sáng nhạt xuất hiện. Đây là một đầu bị phòng ốc vây quanh dòng sông. Hai phía không hẹp con đường có không ít người bày quầy bán hàng. Còn có nam nữ nữ qua lại. Hồng Vũ Diệp hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, nói, nơi này nước có chút sạch triệt để. Trong veo. Giang Hạo nhìn xuống, gật đầu nói, là có chút trong veo. Bên trong thế mà cũng có hạo nhiên chi khí, mà lại phía dưới một điểm không đơn giản. Không hổ là Thiên Văn Thư Viện địa phương. Một đi thẳng về phía trước, bọn hắn lại thấy được một tòa pho tượng. Lần này cũng không là người, mà là một quyển sách. Phía trước thế mà cũng có pho tượng. Giang Hạo đi vào trước gian hàng, mua hai cái bánh ngọt, giữ lại trở về ăn. Hết thảy 20 văn. Trung niên ông chủ nói ra. 20. Giang Hạo kinh ngạc. Này tại bên ngoài mua liền 3 năm đồng tiền. Đây là vĩnh kết đồng tâm bánh ngọt. Trung niên ông chủ chân thành nói, bên ngoài có thể mua không được. Vĩnh kết đồng tâm. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, có chút không hiểu. Trung niên ông chủ một mặt kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì, cười nói, cầm lấy vật này, đến đằng trước quyển sách kia trước cung phụng một thoáng, sẽ có chuyện tốt phát sinh. À, Giang Hạo có chút không hiểu. Nhất là lão bản này nói xong cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Tới đều tới, đi xem một chút cũng không có gì. Ông chủ lại nói. Giang Hạo thì càng kinh ngạc. Về sau vẫn là trả tiền, sau đó mang theo bánh ngọt đi về phía trước. Tiền bối mau mau đến xem sao. Hắn theo miệng hỏi. Xuất phát từ tò mò hắn một đường đi về phía trước. Càng chạy, càng cảm giác không thích hợp. Làm sao tất cả đều là nam nữ nữ, có đôi có cặp, khi hắn đi hết con đường này thời điểm, mới phản ứng được. Nơi này tựa hồ không phải hắn nên tới. Lúc này một chút nam nữ đứng tại tượng đá thư tịch trước, thành kính đưa lên bánh ngọt, không biết là vì cái gì. Thế nhưng đoán cũng có thể đoán được. Này bánh ngọt gọi vĩnh kết đồng tâm. Trộm nhìn lén mắt Hồng Vũ Diệp, xem không ra bất kỳ đồ vật. Về sau Tha Phương mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nhìn một chút, nơi này tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua thư tịch, cũng không mở miệng trả lời. Về sau Giang Hạo liền dẫn đường rời đi. Bọn hắn đêm nay tại cổ thành ở lại, vẫn là người bình thường khách sạn, thế nhưng trong đó thế mà có dấu đạo ẩn, để cho người ta hơi kinh ngạc. Bình thường người tu chân vô pháp phát giác ra được, không phải sẽ một mực đùa ở lại nơi này. Đối tu luyện hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trợ giúp. Trong khách sạn Hồng Vũ Diệp nhường Giang Hạo pha xong trà, một tiền 500 linh thạch trà, hai người thuận tiện đem bánh ngọt ăn. Ngươi cảm thấy tòa kia thư tịch pho tượng là dùng tới làm cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là dùng đi câu cái gì? Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi, về sau Giang Hạo nói chính mình ra ngoài nghe ngóng tiên hiền trang sách, liền rời đi khách sạn. Phòng lớn như thế bên trong, liền lại không có âm thanh, cho dù là tiếng hít thở đều bé không thể nghe. Soạt, nước trà thanh âm truyền đến. Là Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà. Chén trà bị nàng nâng ở lòng bàn tay, tựa hồ tại chờ đợi thích hợp nhiệt độ uống. Một chút thời gian về sau, nàng đem chén trà thả lại mặt bàn. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Bộ pháp rất chậm, nhưng là lại rất nhanh theo khách sạn đi ra. Không người phát hiện nàng tồn tại, cũng không người ngăn trở đường đi của nàng. Phảng phất trong lúc vô hình sẽ có người tránh ra một con đường. Nàng tùy ý đi, chẳng có mục đích. Người nói nhân duyên phổ bên trên sẽ có tên của chúng ta sao? Một nữ tử thanh âm truyền tới. Hồng Vũ Diệp bộ pháp trở nên chậm, nhìn tới. Là một nam một nữ, nắm tay. Sẽ có, Chúng ta như vậy thành kính cầu xin, thánh hiền cũng đều vì này cảm động. Nam tử chân thành nói, có thể trong nhà không đồng ý hôn sự của chúng ta, nếu như lần này trở về bọn hắn vẫn là không cho ta gả cho ngươi đâu. Nữ tử lo lắng nói, chúng ta đi con đường kia là thiên trường địa cửu, cho bánh ngọt là vĩnh kết đồng tâm, cung phụng chính là nhân duyên phổ, nhất định sẽ thuận lợi. Nam tử chân thành nói, nghe nói đi hết nhân duyên bờ sông con đường, liền sẽ thiên trường địa cửu, nếu như là thật, vậy cũng tốt. Nữ tử do dự một chút, nói, nếu như sau khi trở về bọn hắn vẫn là không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn đi. Nam tử gật đầu, chân thành nói, được. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bọn hắn, cất bước rời đi. Chẳng qua là đi chỉ chốc lát liền ngừng lại, đôi mắt bình thản lại giống như trang bị bách chuyển làm hồi trở lại suy nghĩ. Cuối cùng thân ảnh của nàng dần dần tan biến tại chỗ. Một bên khác, Giang Hạo lần nữa về tới đại tiên sinh bia đá. Muốn nhìn một chút còn có thể hay không tẩy một thoáng. Nhưng mà, khi đi tới nơi này không chỉ không có người, liền cho bụi đều không có. Hắn thử lau một cái bia đá, không có cái gì. Đến mức phía trên chữ, cũng là không thèm để ý, cơ duyên hay không hắn không thèm để ý, hắn để ý cơ duyên đã bị hủy diệt. Lần này ra ngoài với hắn mà nói, hơi có chút không thuận. Có lẽ là khí vận vòng xoáy duyên cớ. Thở dài một tiếng, hắn cảm giác có nguyền rủa khí tức hướng hắn tới. Thiên cực ách vận châu bị hắn đem ra, sau đó nguyền rủa phá toái. Nhưng mà nguyền rủa tại phát giác hắn về sau, lại như cùng nước biển vô tận vọt tới, khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Thật là lợi hại. Hắn không khỏi cảm khái. Loại sự tình này thủ đoạn hắn trước tiên nhớ tới Quỷ Tiên Tử, thế nhưng rất nhanh liền biết không phải là. Hẳn là trước đó đi tìm tới Khô Phát bà. Chờ không ít thời gian, đối phương cuối cùng bắt đầu động tác, chẳng qua là không biết đối phương bản thể lúc nào tới. Cảm thụ được nguyền rủa, Giang Hạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người sợ hãi Khô Phát bà. Này nguyền rủa lực lượng quả thật có chút không tầm thường. Biển trời rừng cây. Lúc này một vị lão nhân từ bên trong đi ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, ta đáp ứng sự tình đã làm xong, các ngươi còn muốn đi theo ta. Lúc này hai vị vũ hóa cường giả xuất hiện tại hắn sau lưng nói, có thể vì tiền bối làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh. Thi Hải lão nhân mỉm cười nói, ngươi Vạn Vật Trung Yên người, sao sẽ thích nhìn ta chằm chằm một cái xú lão đầu đâu. Nói xong liền đưa tay hướng hai cái chộp tới. Oanh, lực lượng cường đại oanh kích lấy hai vị. Nhưng mà rất nhanh lực lượng liền bị tan rã, Thi Hải công kích của lão nhân cũng không có mang đến chí mạng thương hại. Trong đó nam nhân trẻ tuổi cúi đầu chân thành nói, tiền bối phân thân chỉ có vũ hóa thực lực, hành tẩu Tây Bộ khẳng định không tiện, chúng ta có thể vì tiền bối cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thật sự là ngây thơ. Thi Hải lão nhân nhếch miệng lên, sau đó biển trời trong rừng cây xuất hiện một mảnh nước biển, bên trong đi ra hai bộ thi thể. Dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện tại bên cạnh hai người, sau đó chém ra một đao, oanh, hai người bị trọng thương đánh bay. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, mong muốn thi pháp chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thi thể không có cho bọn hắn cơ hội, bắt bọn hắn lại hướng Thi Hải mà đi. Tiền bối, hiểu lầm. Hai người lớn tiếng nói rõ lý do. Nhưng mà Thi Hải lão nhân lắc đầu cười nói, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Về sau cất bước rời đi. Tại hắn rời đi không bao lâu về sau, toàn bộ biển trời rừng cây xuất hiện kinh đào hải lãng, bắt đầu bao phủ bốn phương tám hướng. Dãy núi hoàn toàn bị nước biển bao trùm. Chương 845, có người chen ngang. Giang Hạo lại một lần bắt đầu xem xét xung quanh, nhưng mà y nguyên như trước đó như vậy, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cũng đi tới thư tịch pho tượng chỗ. Nơi này hắn không có đặc biệt nhìn qua. Có pho tượng địa phương cơ bản đều tìm, ngoài ra còn có rất nhiều không có liên quan đến, thế nhưng không nghe nói có pho tượng loại hình đồ vật. Cũng không có đi tới tất yếu. Dùng hắn hiện tại chỗ thứ nắm giữ, không cần thiết đi thử lấy lĩnh hội mặt khác. Ngoại trừ có khả năng tẩy pháp bảo bên ngoài, bình thường cơ duyên đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như có thể tăng lên tâm cảnh lại là hai chuyện. Một lần nữa lại tới đây, Giang Hạo cũng hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Quả nhiên đều là đạo lữ ở giữa mới là thích hợp đến, may mà không có mang đến quá lớn ảnh hưởng. Cung phụng bánh ngọt bọn hắn cũng chính mình ăn. Nhân duyên phổ bên trên tựa hồ thật sự có một chút tên, thế nhưng cẩn thận xem xét cũng không phải tên, mà là mấy người thân ảnh. Tựa như chuỗi nhân quả đầu. Xuất phát từ tò mò, hắn dự định xem xét một thoáng, nhân duyên phổ, nhân quả pháp bảo, Thiên Văn Thư Viện các triều đại cường giả ngưng tụ mà ra bảo vật, có thể nhìn trộm nhân quả, tìm kiếm ràng buộc người. Cung phụng vĩnh kết đồng tâm bánh ngọt, có thể nhường bảo vật nhìn trộm hai người nhân quả. Nếu như tình duyên đầy đủ có thể lên nhân duyên phổ. Ghi chép tên càng nhiều, pháp bảo uy năng đem càng lớn, thậm chí quấy nhiễu nhân quả. Giang Hạo có chút chấn kinh, thế mà thật chính là nhân duyên phổ. Nếu như mình cùng Hồng Vũ Diệp đem bánh ngọt đưa đến nơi đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Suy tư một lát, hắn lắc đầu không muốn, bởi vì đại khái suất lại là chuyện xấu, chính mình không đánh cược nổi. Không có đến tử chiến đến cùng thời điểm, hắn đều nghĩ lui mà cầu ổn. Bởi vì hắn cùng những người khác khác biệt, thiếu chính là thời gian, không phải cơ duyên. Không có mạo hiểm tất yếu. Lúc này hắn lại cảm thấy có nguyền rủa kéo tới, nghĩ đến Khô Phát bà làm thật. Không bao lâu nữa hẳn là có thể tìm tới chính mình. Chỉ là đối phương khả năng không nghĩ tới, nguyền rủa đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Thiên cực ách vận châu chỉ cần buông tay bên trong, liền không có nguyền rủa có khả năng rơi ở trên người hắn. Về sau hắn hồi trở lại đến khách sạn, khi trở về mang một chút bánh ngọt cho Hồng Vũ Diệp, thuận tiện lại cho nàng pha xong trà nước. Người rất chiêu xúi quẩy đồ vật ưa thích. Hồng Vũ Diệp nói ra, mấy ngày nay hẳn là có thể xử lý sạch. Giang Hạo hồi đáp, Khô Phát bà sự tình phải xử lý, không phải dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp nhằm vào. Bất quá tại cổ thành đụng phải Bích Trúc cùng Đào Tiên Sinh, khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý, nhất là Đào Tiên Sinh, hắn làm sao đi tới nơi này. Ngày kế tiếp, bọn hắn rời đi cổ thành, mà trong ngõ hẻm, Cảnh Đại Giang ba người đi tới Thiên Hạ lâu Đại Tiên Sinh lưu lại trước tấm bia đá. Thư sơn có đường, học hải vô nhai. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái nói, đây là ai lưu lại? Ta cảm thấy một cái kỳ quái vận thế. Đi hỏi một chút tiệm mì lão bản. Trong đó có râu ria lão giả nói. Ba người không chần chờ, tốc độ cao đi vào mặt cửa tiệm. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chuyện xảy ra sinh, tiệm mì đóng cửa. Phía trên dán vào một tờ giấy. Cổ Kim giao hội lúc. Cảnh Đại Giang kinh ngạc, lần này tới thật. Rời đi cổ thành, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp đi tới địa phương khác. Muốn đi tu chân thành thị, biển trời rừng cây biến hóa bắt đầu, đến đi xem một chút bên kia là tình huống như thế nào. Chờ xác định chuyện bên kia, đại khái suất đại loạn liền muốn bắt đầu. Sau đó liền là đi gặp Tâm Nhai. Đi xem một chút tiên hiền trang sách tình huống, như thế liền có thể rời đi. Bất quá có nhất định khả năng, thi thể sự tình sẽ lan đến gần tiên hiền trang sách. Liền xem cỗ thi thể kia, đến cùng là muốn trước phục sinh, vẫn là lấy được trước thời đại nhắc nhở. Nếu như thi thể cũng đi tìm tiên hiền trang sách, như vậy chính mình phải nhanh người một bước. Chỉ cần lấy được trước, sau đó hồi trở lại Nam Bộ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Kiến Tâm Nhai là Thượng An cho ra địa điểm, những người khác cũng không hiểu biết, cho nên hắn vẫn là có tiên cơ. Bất quá Đan Nguyên tiền bối người nhất định cũng sẽ đi, không biết sẽ là dạng gì tu vi. 3 ngày sau, một tòa đồ sộ mà đứng mới thành, đi vào Giang Hạo liền định tìm chỗ ở, về sau đi tới bán đan dược địa phương. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp muốn cùng nhau đi tới, vậy mình chỉ có thể dẫn người đi tới bán đan dược địa phương. Hắn còn có không ít đan dược muốn bán ra, cho nên dự định bán ra lúc hỏi một chút biển trời rừng cây tình huống. Liền là không xác định tin tức truyền tới không có. Ban đầu có khả năng toàn bộ bán ra, hiện tại chỉ có thể ra một phần. Sau đó toàn bộ cầm lấy đi mua lá trà, nhường Hồng Vũ Diệp nhìn một chút. Khi đi tới, phát hiện nơi này thế mà tại xếp hàng. Vì sao lại dạng này? Hỏi đằng trước một người, đối phương mới nói, nơi này đan dược lớn bán hạ giá. Nói là thiên hương đan núi người gấp thiếu linh thạch, cho nên mới người liền có hơn. Giang Hạo hơi kinh ngạc, này không sẽ phá hư thị trường sao? Nhưng mặt khác bán đan dược người làm sao xử lý? Suy tư một lát, hắn quyết định đổi một nhà, nơi này bán hạ giá, chính mình bán ra giá khẳng định cũng sẽ bị ép. Chẳng qua là hỏi thăm, này tòa thành tin tức linh thông nhất liền là thiên hương đan núi. Hắn đành phải lại trở về, an tâm xếp hàng. Tại hắn phía trước là một vị nam tử mặc áo bào đen. Trong thân thể có rất nhiều khí tức vườn quanh, cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác, nghĩ đến là người trong ma đạo. Chỉ có ma môn mới có dạng này kiếm tẩu thiên phong người. Đương nhiên, càng nhiều ma môn cũng là tu luyện thuần túy công pháp, thực sự không có cách nào tấn thăng mới có thể kiếm tẩu thiên phong. Lúc này một bên khác có người trực tiếp chen ngang đến người áo đen trước mặt. Người đang làm gì? Người áo đen hỏi. Xếp hàng à? Chen ngang chính là một vị mỹ phụ, nàng đương nhiên nói. Đây là ta bài, ngươi lúc nào thì bài ở chỗ này? Cắm ta đội. Áo bào đen nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ta cắm cái gì đội rồi? Mỹ phụ cười lạnh nói, ta ở bên cạnh xếp hàng, phát hiện bên này ở vào dưới bóng mờ, ta bình di tới, làm sao lại tính chen ngang? Áo bào đen nam nhân nhìn trước mắt nữ tử rất lâu, âm thanh lạnh lùng nói, lăn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảm thấy ta chuyển luân thần tông người dễ khi dễ sao? Mỹ phụ nhìn hằm hằm áo bào đen. Ta nói ta xếp tại nơi này chính là nơi này, keng. Có kiếm ra khỏi vỏ, sau đó chém về phía mỹ phụ, ra tay chính là áo bào đen nam tử, mà mỹ phụ trên thân đồng dạng có quang mang nở rộ, là phòng ngự pháp bảo. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, bất quá trong một chớp mắt, phòng ngự pháp bảo phá toái. Kiếm trực chỉ mỹ phụ. Người sau hoảng sợ, vừa mới muốn mở miệng, kiếm quang lóe lên, một kiếm đứt cổ. Áo bào đen nam nhân nhặt chữ vật pháp bảo, một mồi lửa nắm thi thể đốt đi, tiếp tục xếp hàng. Giang Hạo đứng ở phía sau, xem có chút vô cùng lo sợ. Trong thành cũng có thể dạng này ra tay đánh nhau sao? Tu chân thế giới mong muốn an toàn không chỉ phải khiêm tốn, còn muốn có đủ thực lực. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cùng người làm địch. Không phải, căn bản không biết đối phương là hạng người gì, lại có hay không sẽ rút kiếm giết người. Tại áo bào đen nam nhân động thủ về sau, vừa bên trên liền có người bắt đầu thảo luận. Này người muốn xong, hắn thế mà nắm vị kia tên điên phu nhân chém giết, lập tức liền sẽ có người đi tìm tới. Hiện tại đi hẳn là còn kịp. Này loại tiếng thảo luận không nhỏ, Giang Hạo kết luận áo bào đen nam nhân có thể nghe được, thế nhưng hắn y nguyên lơ đễnh. Như thế rõ ràng, vẫn là có không nhỏ nắm bắt. Giang Hạo cũng không để ý, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, cuối cùng đến phiên hắn. Mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương thế mà không có nửa điểm không kiên nhẫn. Đi thôi, đợi lâu như vậy. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Chương 846, Liễu Am Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Giang Hạo sau khi đi vào, một vị dẫn dắt tiên tử liền hỏi hắn cần gì. Thu đan dược sao? Giang Hạo hỏi. Đối phương do dự một chút nói, đặc thù thời kỳ, chúng ta thu về giá sẽ hơi thấp. Không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Không biết đạo hữu muốn về thu cái gì? Dẫn dắt tiên tử hỏi. Đây là một vị kim đan cấp bậc tiên tử, tuổi tác thoạt nhìn không lớn. Đến mức tuổi thật liền không được biết. Hồng Vũ Diệp thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng căn cứ tu vi của nàng, có thể phỏng đoán thời gian tu luyện nhất định thật lâu. Cái này, Giang Hạo xuất ra luyện thần cấp bậc đan dược. Đây là thông dụng đan dược, không coi là bao nhiêu đắt đỏ. Đương nhiên, một cái kim đan thấy vẫn là sẽ kinh ngạc. Dẫn dắt tiên tử rất là tò mò, một cái kim đan một cái trúc cơ, là thế nào có cái này đan dược, trộm trong nhà, nếu như là nhặt được, không nên tới nơi này thu về mới là. Do dự một chút, hắn nói, thỉnh hai vị cùng chúng ta bên trên lầu 3. Lên lầu 3, Giang Hạo phát hiện nơi này cũng có một vị dẫn dắt tiên tử dẫn người chờ đợi. Cũng là thu về sao? Hắn rất là tò mò. Hẳn là, dẫn dắt tiên tử nhỏ giọng nhắc nhở, bên kia khách nhân là nguyên thần, đạo hữu chớ nói lung tung. Giang Hạo gật đầu, sau đó cũng an tĩnh cùng đợi, thuận tiện đánh giá trước mặt nguyên thần tu sĩ. Khí tức hùng hậu, nguyên thần sáng ngời, này không phải nguyên thần, đây là phản hư viên mãn. Không rõ dạng này người, vì sao lại ở chỗ này chờ đợi. Bên trong người nhiều nhất luyện thần, xếp hàng càng không có một cái nào luyện thần, khả năng luyện thần không cần xếp hàng. Bất quá người này ẩn giấu thủ đoạn không sai. Nếu không phải mình có vô danh bí tịch, đều không nhất định có thể nhìn ra. Đối phương cũng nhìn hắn một cái, về sau liền là an tĩnh chờ đợi. Cái này người trung niên bộ dáng, thoạt nhìn nguyên thần sơ kỳ, mi mục thấy có một loại ngại ngùng. Tựa hồ không có cái gì tự tin, cho nên hắn bên trên dẫn dắt tiên tử mới có thể có phần có lòng tin, mà không phải cúi người cùng đi. Giang Hạo cảm khái, ẩn giấu tu vi người thật nhiều. Chờ một chút thời gian, bên trong nhân môn mở ra. Một vị người đàn ông trung niên tại dẫn dắt tiên tử cùng đi rời đi. Trên mặt mang theo thở dài, đối lần giao dịch này tựa hồ không hài lòng lắm. Tiền bối chớ có để ý, hết thảy trả giá cũng là vì tốt hơn thu hoạch được. Bên cạnh hắn dẫn dắt tiên tử thật là an lòng an ủi nói. Tiền bối đến chúng ta. Phản hư bên người dáng dấp có chút thành thục tiên tử khách khí nói. Tốt, đa tạ tiên tử. Người đàn ông trung niên càng là khách khí. Bên cạnh hắn dẫn dắt tiên tử nở nụ cười, sau đó nói, hẳn là, tiền bối thỉnh. Chờ người đi vào không bao lâu, môn lại một lần mở ra. Là vị kia thành thục dẫn dắt tiên tử, Hồ lão để cho các ngươi cũng tiến vào. Hai vị khách nhân mời vào bên trong. Giang Hạo dẫn dắt tiên tử làm cái thỉnh. Gật gật đầu, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào, thấy chính là một cái bàn lớn. Trên cùng ngồi một vị lão giả, khí tức nội liễm, có thể thỉnh thoảng có nguyên thần uy áp tràn ra. Luyện thần viên mãn, rất mạnh, giết kim đan một cái ánh mắt là đủ rồi. Như thế Giang Hạo có chút cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Vị này Hồ lão bên trái ngồi là trước đó người đàn ông trung niên, cho nên Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên phải. Chờ ngồi xuống, trên cùng Hồ lão mới vừa tùy ý nói, các ngươi đều là vừa đi vừa về thu pháp bảo, từng cái lấy ra đi, ta định giá chính các ngươi cân nhắc. Các ngươi cũng nhìn thấy, khách nhân của chúng ta rất nhiều. Mà lại hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng ta thu về giá sẽ thấp một chút, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nếu như không có thể hiểu được, hiện tại là có thể rời đi. Đối phương nhìn như khách khí, nhưng cũng không có đem người để vào mắt, Giang Hạo cũng là không thèm để ý, đối diện nguyên thần tiền bối tựa hồ cũng không thèm để ý. Ta đây tới trước. Trung niên nguyên thần có chút câu nệ xuất ra một kiện vết rỉ loang lổ kiếm sắt nói, ta muốn bán ra món bảo vật này. Này kiếm không dài, chỉ có cánh tay dài ngắn. Mặc dù có một ít sóng linh khí, thế nhưng vết rỉ loang lổ, rất khó coi xuất phẩm chất. Đây là ta theo một chỗ trong giếng phát hiện, đừng nhìn nó vết rỉ loang lổ, thế nhưng có thể tiếp nhận to lớn linh khí, cũng có chút sắc bén. Chưa nói tới pháp bảo nhiều lợi hại, thế nhưng chất liệu khẳng định không sai. Trung niên nguyên thần nói ra, chẳng qua là chân nguyên thạch chế tạo bình thường pháp bảo, bất quá chờ cấp không kém, chúng ta có khả năng ra 8.000 linh thạch thu mua. Hồ lão nói ra, 8.000, tại bọn hắn nơi này là nhỏ hóa đơn. Không cần quá để ý. Mới 8.000 sao? Trung niên nguyên thần có chút tiếc nuối nói. Giang Hạo nhìn xem pháp bảo, cảm giác món pháp bảo này ẩn chứa một đạo hắn khí tức của hắn. Có một loại cuồn cuộn trời cao khí thế. Ta có thể nhìn một chút sao? Giang Hạo hỏi, ngươi? Trung niên nguyên thần có chút ngoài ý muốn, cho dù là hồ lão cũng có phần có chút không vui. Bất quá bình thường đồ vật, cũng không có quá để ý. Đằng sau hai vị dẫn dắt tiên tử đều cảm giác kinh ngạc, này dễ dàng đắc tội hồ lão. Giang Hạo gật đầu, trung niên nguyên thần đồng ý. Tại cầm qua kiếm thời điểm, Giang Hạo lấy tay sờ một cái, ngay sau đó đã nhận ra cỗ khí tức kia. Là kiếm ý, vô cùng thuần túy kiếm ý, phảng phất còn tại thai nghén, mà lại có chút giống lúc trước vô cực kiếm. Đây cũng không phải là bình thường đồ vật, thật sự là Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, bỏ qua bia đá đạt được một thanh dì xét kiếm. Ta muốn. Giang Hạo nhìn lên trước mắt nam tử trung niên nói, ta có thể ra không nhiều, đại khái suất 7 vạn, tiền bối có khả năng suy tính một chút. 7 vạn. Nếu như đây quả thật là vô cực kiếm tương quan, 7 vạn đã là nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể gặp được loại sự tình này. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định giá thấp mua sắm. Không cần thiết sự tình. Nếu như theo bên trong thu hoạch được bọt khí, 7 vạn hoàn toàn đáng giá. Nếu đáng giá, cần gì phải khó xử đối phương, đại gia đường cũng không tốt đi. Nếu như đối phương không nguyện ý, không, đối phương sẽ nguyện ý. Giá tiền này vừa ra, nhường xung quanh người cảm giác kinh ngạc. Nhất là nguyên thần nam tử, có chút không thể tin. Tại sao là 7 vạn? Hắn hỏi. Quá có bao nhiêu chút đau lòng. Giang Hạo cười nói. Hắn bây giờ là Cổ Kim Thiên, cho nên thản nhiên một chút. 5 vạn đi, ta nhường một chút. Nguyên thần nam tử cười nói. Được. Giang Hạo gật đầu, hai người hoàn thành giao dịch. Nắm bên trên mấy người xem ngây ngẩn cả người, nhất là hồ lão, vẻ mặt âm trầm. Nhưng mà nguyên thần nam tử không để ý đến đối phương, Giang Hạo cũng là như thế. Ta chỗ này còn có một số pháp bảo, nhìn một chút đạo hữu có hay không có nhu cầu. Nói xong trung niên nguyên thần lấy ra một hàng vết rỉ loang lổ pháp bảo. Nhìn xem những vật này, Giang Hạo cảm thấy cảm khái. Đối phương là đào người nào bộ phần sao, hắn chọn lựa dưới, cuối cùng chọn chúng 3 món pháp bảo. Lần này 3 kiện chung cho 5 vạn linh thạch. 10 vạn, toàn bộ đã xài hết rồi. Hắn cũng lấy ra một chút đan dược. Bởi vì là cao nhất chỉ có luyện thần, cho nên đối phương chỉ chọn lựa một chút kỳ lạ cùng với chữa thương dùng linh dược. Hao tốn 4 vạn linh thạch, thu đến 4 vạn linh thạch, Giang Hạo lại mua 2 kiện pháp bảo, tốn hao 3 vạn, còn lại 1 vạn. Cuối cùng hai người nhìn về phía hồ lão. Tiền bối, còn lại ngài tính ra một thoáng giá cả. Lúc này một mặt âm trầm hồ lão, cảm giác mình bị đùa bỡn. Hắn nhìn hai người âm thanh lạnh lùng nói, bản điếm không làm hai vị sinh ý, mời đi. Nguyên thần nam tử lông mày cau lại nói, chúng ta xếp hàng lâu như vậy, tiền bối cứ như vậy đem chúng ta đuổi ra ngoài. Hồ lão cười lạnh, không quan trọng nguyên thần. Tiếng nói vừa ra khí tức khuếch tán, mà ở hắn khí tức khuếch tán trong nháy mắt, phảng phất có một cái đại thủ đè ép xuống, đem hắn hết thảy khí tức chấn vỡ. Phản hư lực lượng đem hồ lão ép lạnh mình. Chương 847, đã không chỉ một lần hồi ức nam bộ tốt. Phản hư khí tức xuất hiện, ngoại trừ Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, những người khác vạn phần hoảng sợ. Loại kia mạnh mẽ để bọn hắn cảm giác mình tựa như gió lốc bên trong thuyền nhỏ, không gặp được bờ biển, tứ phía không có chút nào dựa vào điểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển sâu thôn phệ, bị phong bạo phá hủy. Hồ lão cả người đứng lên, cố nén hoảng hốt đối hai vị dẫn dắt tiên tử cả giận nói, còn không cho tiền bối dâng trà. Hai vị dẫn dắt tiên tử hoảng hốt, lập tức đi châm trà. Giang Hạo lúc này mới phát hiện, nơi này thế mà liền nước trà đều không có. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nhiều khách như vậy châm trà đều có chút không kịp. Chẳng qua là thấy dẫn dắt tiên tử một mực cùng đi, lại cảm thấy kỳ quái. Phía dưới đều xếp thành như vậy, dẫn dắt tiên tử vì cái gì còn muốn cùng đi? Có lẽ là cố ý hành động. Giây lát, mấy chén trà ngon bị đã bưng lên. Giang Hạo ngửi một cái, nói, hồng tụ hương. 100 linh thạch 1 tiền. Đạo hữu như thế người trong nghề. Trung niên nguyên thần rất là tò mò. Giang Hạo mỉm cười nói, mua qua một chút lá trà, cho nên hiểu một chút. Bất chi bất giác, chính mình tựa hồ tương đối đã hiểu chút lá trà, cũng không là hiểu uống trà, là hiểu giá cả. Tiểu hữu đều là mua cái gì lá trà? Hồ lão cười hỏi. hòa ra ái hòa thân, mang theo một chút khiêm tốn. Giang Hạo suy tư dưới, nói, phần lớn là Cửu Nguyệt Xuân đi. Hắn gần nhất đều là tại mua Cửu Nguyệt Xuân, Thiên Thanh Hồng đều ít mua, hao tốn rất nhiều linh thạch. Hồ lão vốn cho rằng chẳng qua là vẫn tính có khả năng lá trà, không nghĩ tới nghe được Cửu Nguyệt Xuân. Vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Hắn cảm giác vị này Kim Đan có hay không tại lừa gạt người. Nhưng là nhớ tới đối phương mấy vạn mua pháp bảo, lại có chút tin tưởng. Mà lại vị kia về hư tiền bối biểu lộ ra khí tức thời điểm, đối phương cũng bình chân như vậy, cũng không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, to gan ý nghĩ theo trong đầu hắn xông ra. Hôm nay chọc phải hai cái mê âm tiền bối. Về sau hắn cúi đầu, thật tốt vì hai vị tiền bối kiểm kê đồ vật. Một cái cấp ra 8 vạn, một cái cấp ra 6 vạn. Giang Hạo là người sau. Sau đó hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp tầm mắt, mang một chút trêu tức. Chỉ có thể hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân có hay không có. Đối phương không có trả lời, nhưng là có thể điều hàng, lập tức tới ngay. Cuối cùng 6 vạn lại trả lại cho đối phương, đổi 3 tiền Cửu Nguyệt Xuân. Còn lại 1 vạn 3,666 khối linh thạch. 10 vạn linh thạch tiến đến, bán 7-8 phần đồ vật, cuối cùng còn lại 1 vạn. Trong lúc nhất thời cũng không biết mình là thua thiệt vẫn là kiếm. Lần này tới kỳ thật còn có một vấn đề mong muốn hỏi thăm tiền bối. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là hỏi mục đích lần này, Hải Thiên Thụ Lâm sự tình, các ngươi có nghe nói sao? Hải Thiên Thụ Lâm. Hồ lão vô ý thức nói, Thi hải chi thủy bao trùm bên kia, hiện tại bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Nguyên thần người đàn ông trung niên nói theo, các cái tông môn đều đã qua, Thiên Văn Thư Viện người càng là trước tiên ra tay ngăn cản, nhưng là có chút khó mà khống chế, tạm thời còn không có ổn định lại. Chúng ta nghe nói là Vạn Vật Trung Yên người ở sau lưng giở trò quỷ, nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nhưng là trừ một chút tranh đấu, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khó mà ngăn cản sự tình. Hồ lão chân thành nói. Giang Hạo hơi có chút không hiểu, cứ như vậy. Thi thể đâu? Trừ phi Vạn Vật Trung Yên kế hoạch thất bại, không phải làm sao lại bình tĩnh như vậy. Chỉ có thi hải chi thủy khuếch tán, loại sự tình này căn bản không cần quá để ý. Hắn muốn biết chính là, thi dưới biển, cỗ thi thể kia đi nơi nào? Lại có hay không đã thức tỉnh? Còn có càng nhiều tin tức sao? Hắn hỏi. Nghe kể một ít tông môn bị thi hải bao trùm, khó mà chạy ra. Bây giờ thi hải bao phủ bát phương, có thể sẽ cho Tây Bộ mang đến khó có thể tưởng tượng biến cố. Mà lại các cái tông môn còn không biết thi hải, chi thủy đến cùng là thế nào theo thi giới ra tới. Hồ lão nói ra. Thi giới tại Tây Bộ tương đối có danh tiếng, cho nên rất nhiều người đều biết. Bất quá dạng này phát triển vẫn là để Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Theo lý thuyết Vạn Vật Trung Yên tốn hao khí lực lớn như vậy hoàn thành sự tình, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, có thể hiện tại không có động tĩnh gì, có chút khó tin. Hoặc là nói, tạm thời còn không có bùng nổ. Cái kia muốn chờ tới khi nào? Suy tư một lát, hắn cũng không có nghĩ ra đáp án. Cuối cùng nói, các ngươi nghe nói qua Bắc Cốc dãy núi sao? Bắc Cốc dãy núi? Hẳn là tại Tây Bộ phía Nam, lệ thuộc Ngũ Cốc châu phủ. Hồ lão nói ra. Khoảng cách Hải Thiên Thụ Lâm xa sao? Giang Hạo lại hỏi. Rất xa. Hồ lão trả lời. Như thế Giang Hạo an tâm. Kiến Tâm Nhai ngay tại Bắc Cốc dãy núi mỗ một chỗ, nơi đó có một tòa thành, ngoài thành có một chỗ nông thôn bên cạnh ngọn núi liền là Kiến Tâm Nhai. Hắn biết đại khái nhưng không biết cụ thể, lần này đi còn muốn đi hỏi đường. Cũng may khoảng cách Hải Thiên Thụ Lâm khá xa, hẳn là sẽ không đụng phải bên kia náo động. Bất quá Tiên Hiền trang sách cũng không có càng nhiều tin tức, không biết bên kia là có hay không có trang sách. Lại không có chuyện gì khác về sau, Giang Hạo liền không dừng lại thêm, mà là muốn đứng dậy rời đi. Đạo hữu, trung niên nguyên thần gọi hắn lại, nói, ta chỗ này có một cái liên quan tới Tiên Hiền trang sách tin tức, không biết đạo hữu có muốn nghe hay không nghe xong. Tiên Hiền trang sách, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng hỏi thăm giá cả, tin tức như vậy, thế nào lại là miễn phí? Đối phương cấp ra 1000 linh thạch giá cao, bởi vì Hồng Vũ Diệp tại, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Nếu là thật có hiệu quả, 1000 khối cũng coi là đáng giá. Muốn là vô dụng, vậy liền trắng thua lỗ 1000. Cuối cùng đối phương cho hắn một khối ngọc giản, như thế liền rời đi. Giang Hạo nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút thời gian, đi theo rời đi. Hồ lão mấy người thì thở dài một hơi. Ra đến bên ngoài, Giang Hạo thấy có người tại Cao Thiên đấu pháp, giống như là bởi vì lúc trước xếp hàng sự tình đưa tới tranh đấu. Nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý, chuyện như vậy tu chân giới rất nhiều. Vẫn là mau sớm rời xa, tránh khỏi bị lan đến gần. Khách sạn. Giang Hạo xuất ra ngọc giản giao cho Hồng Vũ Diệp, tiền bối, nơi này ghi lại một chỗ, tên là Thiên Hà Tuyền, nghe nói nơi đó đã từng phun trào qua, có một kiện vật phẩm bay ra, tựa hồ cùng Tiên Hiền trang sách có quan hệ, chẳng qua là cho đến trước mắt không người biết được thứ này hạ lạc, khả năng còn tại nước suối phụ cận. Cách chúng ta nơi này có chừng mấy ngày lộ trình. Ngươi muốn đi qua? Hồng Vũ Diệp cũng không xem ngọc giản, chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu. Là dự định đi qua nhìn một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian, Hải Thiên Thụ Lâm biến hóa khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc. Hẳn là còn không có bùng nổ mới là. Một khi bùng nổ không biết sẽ đáng sợ cỡ nào. Mà lại nguyền rủi biến lớn, Khô Phát bà cũng muốn tới, đến giải quyết một cái. Tây bộ vùng trời có hai người ngự kiếm mà đi. Công chúa chúng ta muốn đi đâu? Xảo Di tò mò hỏi. Các nàng đã bay rất lâu, hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Không biết a, tùy tiện phi phi, tới gần ta muốn đi địa phương. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Dạng này thật có thể tìm tới thiên đạo trúc cơ sao? Ta cũng không biết, thế nhưng tiệm mì lão bản nói có khả năng, cái kia là có thể rồi. Bích Trúc một mặt ngây thơ bộ dáng, phảng phất không dành thế sự thiếu nữ. Hiện tại nàng còn có thể làm gì? Tây bộ phía dưới, chính mình là dê đợi làm thịt. Người người đều để nàng không thể làm gì. Ra cửa không lâu, đã không chỉ một lần hai lần nhớ lại Nam Bộ tốt. Ngẫm lại Nam Bộ cũng không có gì, cũng là một cái hủy thiên diệt địa thiên cực ách vận châu, cùng có khả năng thôn vệ thế nhân thiên cực tĩnh mặc châu, cộng thêm một cái có khả năng ăn nhân nguyên thần cửu u mà thôi. Không tính là gì. Chương 848, trên trời tiên nhân hạ phàm trần. Cổ thành. Đào Tiên Sinh đang ngồi ở một chỗ quán trà uống trà. Đường Nhã đang giúp đỡ châm trà. Chu Thâm từ bên ngoài tiến đến, cung kính nói, Đào Tiên Sinh, tra được một số việc. Hải Thiên Thụ Lâm bạo phát biến cố, trước mắt đến xem là thi giới thi hải tràn lan. Thế nhưng thi giới chúng ta tin tức cực ít, vô pháp đối với chuyện này tiến hành phán đoán. Cho đến trước mắt là thi hải bắt đầu khuếch tán, như là nước biển vô tận bao phủ bốn phương tám hướng, dãy núi vô pháp ngăn cản, cường giả cũng không thể ngăn lại bộ pháp. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, Tây Bộ chết tại thi giới biển người, sẽ vô số kể. Thiên Văn Thư Viện người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khống chế lại thi hải chi thủy. Đào Tiên Sinh uống trà nói, Vạn Vật Trung Yên có tin tức sao? Có một ít, người tốt của bọn họ giống chia làm hai bộ phận, một bộ phận tại Hải Thiên Thụ Lâm bên kia. Còn có một bộ phận tại các nơi chuyển động, nghĩ đến cũng là vì tiên hiền trang sách. Chu Thâm nói ra. Đào Tiên Sinh suy tư chốc lát nói, chúng ta muốn tìm người đã tìm được chưa? Còn không có, thế nhưng có một ít tin tức. Do dự một chút Chu Thâm hỏi, thật có thể tìm tới cái chỗ kia sao? Theo một dương nơi đó lấy được tin tức chính là như vậy, không chỉ có chúng ta đang tìm, Đại Thiên Thần Tông cũng đang tìm. Đào Tiên Sinh bình thản nói. Nói hồi lâu cũng không nghe người nhóm nói ra cái gì. Đường Nhã bất đắc dĩ nói, tổ rồng liền tổ rồng, làm gì cùng làm trò bí hiểm một dạng. Có đôi khi chúng ta đối thoại khả năng bị người nghe, có thể không đề cập tới tự nhiên không đề cập tới cho thỏa đáng. Chu Thâm nói ra, tổ rồng thật lại ở Tây Bộ. Đường Nhã không tin. Hẳn là sẽ không, có khả năng chẳng qua là có tương quan tin tức. Đào Tiên Sinh nói ra, ngoại trừ tổ rồng, chúng ta mau mau đến xem tiên hiền trang sách sao? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, quên đi thôi, đây là Đại Tiên Sinh sự tình, nơi này trung quy là Tây Bộ, không phải chúng ta hải ngoại. Tại đây bên trong cần vạn phần cẩn thận, bất quá tương quan tin tức không thể bỏ qua, còn có Hải Thiên Thụ Lâm tình huống. Tiếng nói vừa ra, Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút, sau đó nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại dò xét tình huống, thời gian ngắn trước lưu tại cổ thành, nơi này nếu so với phía ngoài an toàn rất nhiều. Đường Nhã cùng Chu Thâm gật đầu, không có dị nghị. Một bên khác còn tại phi hành Bích Trúc, đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn một chút phía dưới sơn thôn nhỏ nói, Xảo Di chúng ta đi cái kia sơn thôn tá túc một đêm đi, cho bọn hắn đưa ít đồ. Xem bọn hắn nghèo như vậy, liền xem như chuyện tốt. Xảo Di tự nhiên không có ý kiến. Sau đó hai người xuống tới, chỉ thấy nơi này có một tòa núi lớn, trong núi lớn ẩn chứa khổng lồ đến cực điểm lực lượng, nhưng là ở vào mất khống chế rìa. Không cẩn thận liền sẽ thôn phệ xung quanh mấy trăm dặm sinh mệnh. Bích Trúc hơi kinh ngạc, ta này là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Đối nàng mà nói, nơi này cũng không thể làm gì được nàng, thế nhưng này xem xét cũng không phải là chuyện tốt. Chẳng qua là càng là quan sát, nàng càng cảm giác kỳ quái, mất khống chế lực lượng, tựa hồ bị đồ vật gì điều chỉnh lấy, rõ ràng liền muốn bạo phát, nhưng không có bùng nổ. Cái này khiến Bích Trúc tò mò, rốt cuộc là thứ gì điều chỉnh lấy này lực lượng khổng lồ. Công chúa đã nhận ra. Xảo Di hỏi. Đương nhiên, ta có thể là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, Xảo Di không có phát giác đồ vật ta đều có thể phát giác đến. Bích Trúc tựa như kiều ngạo thiếu nữ. Vậy chúng ta muốn mau rời khỏi sao? Xảo Di phát giác được không nhiều, nhưng là có thể biết được nơi này cực kỳ nguy hiểm. Không nên ở lại lâu. Không rời đi, đi xem một chút này thôn tử. Bích Trúc hướng bên trong mà đi. Lúc này trời liền sắp tối. Đi vào cửa thôn liền có người một mặt cảnh giác. Không biết là ở đâu ra người xứ khác, Các ngươi thôn trưởng ở đâu? Bích Trúc hỏi một bên một vị phu nhân. Đạt được vị trí, Bích Trúc trực tiếp đi qua. Một chút thời gian sau, lão niên thôn trưởng mang theo Bích Trúc cho thôn người giới thiệu, nói là thành bên trong tới quý khách. Mỗi nhà đều có một cân thịt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là mừng rỡ. Không chỉ như thế, Bích Trúc trả lại cho lương thực phụ. Chỉ cần là tiền có khả năng giải quyết sự tình, liền không có nàng không có thể làm được. Về sau nàng hỏi thôn trưởng thôn có phải hay không phát sinh qua chuyện gì. Đúng vậy a, trước đây ít năm thôn có người đắc tội trên núi Hỏa Thần. Ngày đó Hỏa Thần hạ xuống thần phạt, hỏa diễm thao thiên, núi mộc đốt cháy, khắp nơi trên đất hỏa diễm. Thôn trưởng có chút tim đập nhanh nói, nếu không có núi nữ nhi xuất hiện, chúng ta những người này đã sớm chết. Những năm này Sơn Công Chủ vì trấn an Hỏa Thần lửa giận, mỗi ngày đều sẽ lên núi cùng Sơn Thần đối thoại. Chúng ta thợ săn ban ngày đưa nàng đi vào, buổi tối chờ nàng đi ra tới. Đúng vậy a, nếu không phải Sơn Công Chủ, ta khi đó liền chết. Một vị phu nhân gương mặt cảm kích. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, Sơn Công Chủ, đây là người nào? Mặt trời lặn lúc, rất nhiều người đều đang nhìn núi phương hướng, Bích Trúc cùng Xảo Di cũng là mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn xem vị này Sơn Công Chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, một đạo ánh trăng hạ xuống, núi rừng bên trong đi ra một nhóm người. Những người khác Bích Trúc bọn hắn đều không có thấy rõ, bọn hắn thấy là một thiếu nữ theo trong núi đi tới. Thân ảnh của nàng tản ra mỏng manh bạch quang, trên thân lây dính bụi đất, lại không có chút nào che lấp hào quang của nàng. Phảng phất là cửu thiên chi thượng tiên nhân, rồi lại chân đạp đại địa. Trên trời tiên nhân hạ phàm trần. Xảo Di vô ý thức nói. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác một người có khả năng được xưng là tiên nhân, làm thật không giống bình thường, tựa như quần tinh bên trong minh nguyệt. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương lại có thể là nguyên thần tu vi, thoạt nhìn rõ ràng rất trẻ trung. Bích Trúc thấy rõ ràng, ánh trăng không phải tới từ mặt trăng, mà là đến từ thiếu nữ bên trên một đầu trắng loãng phi điểu. Đây là trăng tròn, thiên đạo trúc cơ. Xảo Di, ta phát hiện đời ta vận khí đều không có tốt như vậy qua. Trạng vạng tối, Giang Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường. Đêm nay tụ hội hắn đã biết, cần xem một thoáng lần trước tụ hội, chờ chuẩn bị thỏa đáng, liền muốn bắt đầu tẩy những pháp bảo kia. Hy vọng có thể có thu hoạch. Đợi ngày mai, liền muốn đi Thiên Hà Tuyền, nhìn một chút bên kia đến cùng có hay không cùng tiên hiền trang sách tương quan đồ vật. Chẳng qua là bên kia tựa hồ cách Sơn Thủy Cốc khá gần, nếu như Phương liền có thể đi qua nhìn liếc mắt. Quan Trung Phi nếu là ở bên kia, cũng có thể thu hồi cái kia đạo Sơn Biển ấn ký. Chẳng qua là không biết Trương Tiên Tử bên kia ra sao. Nhớ lại hạ lên lần tụ hội, Giang Hạo phát hiện cũng không có gì cần đặc biệt chú ý, phần lớn là Quỷ Tiên Tử nhiệm vụ. Lúc này Giang Hạo lấy ra dỉ xét kiếm sắt, chưa từng lưỡng lự, mở ra xem xét. Sơn Hà kiếm thai, Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ bảy cực chi kiếm lúc cùng nhau ngưng tụ mà ra kiếm thai, bởi vì Sơn Hà đại thế ảnh hưởng, bất đắc dĩ đem kiếm thai lưu tại Sơn Hà bên trong, vô số năm sau kiếm thai thành hình, lại tại Sơn Hà biến thiên dưới, triệt để thuộc về vật vô chủ, khí tức nội liễm quay trở lại bình thường. Dùng tự thân kiếm ý có thể luyện hóa kiếm thai, dùng tu vi đúc kiếm, dùng kiếm ngưng tụ tu vi, nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin. Nhặt được một cái kiếm thai, vẫn là Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ mà ra kiếm thai. Này nếu là cầm lấy đi bán được bán bao nhiêu linh thạch? 5 vạn linh thạch mua về thật chính là kiếm lợi lớn. Bất quá, không vội mà bán, có lẽ có mặt khác tác dụng. Hiện tại vẫn là thử trước một chút có thể hay không cọ sát ra màu lam bọt khí. Chương 849, người nào tại Tây Bộ? Vẫn là trước đó khối kia khăn lau. Thường xuyên sẽ còn lấy ra tẩy thiên đao, dùng đến bây giờ tính là dùng tốt phi thường. Lau sạch nhẹ nhẹ dưới, phát hiện gì xét vụn sắt cũng không tốt lau. Thế nhưng lau, liền có một quả bọt khí rơi xuống. Lực lượng cộng một khởi đầu tốt đẹp. Có bọt khí nói rõ đây đúng là cái bảo vật, mà lại yên lặng đã lâu. Tiếp tục tẩy, một chút vụn sắt tùy theo rơi xuống. Một chút bọt khí cũng theo đó tới. Tinh thần cộng một linh kiếm cộng một sức chịu đựng cộng một cảm thụ được bọt khí vào cơ thể. Giang Hạo có chút mừng rỡ, làm thân kiếm bị tẩy lúc đi ra, màu lam bọt khí tùy theo xuất hiện. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tới. Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Theo sau tiếp tục tẩy, rất lâu không có đạt được màu lam bọt khí. Tháng 7 ra tới, bây giờ đã là hạ tuần, một mực không có cơ hội thu hoạch được bọt khí. Lần này có thể thu hoạch được mấy khỏa đều là kiếm. Thân kiếm một chút bị tẩy ra tới, cũng không có sáng bóng, như là núi như biển nội liễm, xưa cũ, phảng phất chẳng qua là bình thường linh kiếm. Bọt khí thì không ngừng xuất hiện. Mặc dù màu lam thiếu, nhưng tình cờ cũng có thể thấy một khỏa. Đủ. Giây lát, chỉnh thanh kiếm đều bị tẩy sạch sẽ, thoạt nhìn chỉ là có chút sắc bén bình thường pháp bảo. Giang Hạo cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện hết thảy bề ngoài đều là giả, kiếm thai ở bên trong. Cần dùng đầy đủ kiếm ý mới có thể thức tỉnh nó. Lại lau lau rồi một lần, xác định không còn khí ngâm về sau, mới thả đồ xuống. Thấy thế nào đều là bình thường pháp bảo, mong muốn bán đi không dễ dàng. Cho dù là vũ hóa, không có vô danh bí tịch, cũng không cách nào phát giác này kiếm đặc thù. Trừ phi có thể cùng bên trong kiếm thai cộng minh, có thể dạng này thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù cho gặp, đối phương cũng không nhất định có thể ra giá cả. Nhìn xuống, hắn phát hiện lần này có 10 cái màu lam bọt khí, trung bình gánh vác liền là các 5 cái. Đã rất nhiều. Sánh được thiên hương đạo hoa 2 tháng. Về sau Giang Hạo lại đem mặt khác 5 món pháp bảo lau một cái, cũng không là tẩy sạch sẽ pháp bảo liền sẽ đáng tiền. Này chút pháp bảo đều là tàn khuyết, thế nhưng trong đó đều có một ít linh tính. Rất khó phát giác, đều là không thể xuất thủ đồ vật, cần tìm một chút cường giả. Có lẽ có thể bán cái giá tốt. Lau xong 5 món pháp bảo, thu hoạch được 9 cái màu lam bọt khí. Hao tốn hơn 10 vạn, cuối cùng thu hoạch được 19 cái màu lam bọt khí, một số màu xanh lá bọt khí cùng màu trắng bọt khí. Đã hết sức kiếm lời. Nhất là những vật này còn có thể bán ra. Bất quá lần sau không thể dùng tu vi kim đan đi bán ra, phải dùng vũ hóa tu vi, như thế mới có thể gặp được người biết nhìn hàng. Không phải muốn nện trong tay. Nhất là kiếm thai, cơ bản nện trong tay. Đem đồ vật sau khi thu thập xong, Giang Hạo liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, khoảng cách giờ tí không đến bao lâu. Tụ hội sắp bắt đầu. Giờ tí. Giang Hạo tiến nhập mật ngữ thạch bản bên trong. Tiến đến lúc, trước tiên nhìn về phía Trương Tiên Tử, bây giờ nàng bị màu đen khí tức bao trùm, tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để nhập ma. Sau đó nàng đem không còn là nàng. Xem ra rất nguy hiểm. Đáng tiếc loại cảnh giới này hắn cũng không hiểu rõ, dù cho có ý trợ giúp, cũng làm không là cái gì. Mấy người khác cũng đang nhìn Trương Tiên Tử. Chờ người đến đông đủ về sau, mọi người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an. Lấy được vẫn là câu kia có hay không có trong vấn đề tu luyện. Hiện tại đại gia tựa hồ cũng tại lắng đọng, không có cái gì trong vấn đề tu luyện. Có cũng chỉ là Trương Tiên Tử. Quả nhiên, Đan Nguyên tiền bối lần nữa giảng giải nổi lên tiên ý. Tinh so với lần trước còn muốn chuyên chú, Liễu cũng tựa hồ hiểu rõ càng nhiều. Quỷ Tiên Tử cũng cuối cùng bắt đầu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Duy chỉ có Giang Hạo, trước sau như một mờ mịt. Tựa như nghe nói thiên thư, chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản là không có cách lý giải tiên ý, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian về sau, Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng, đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Giảng giải kết thúc, Đan Nguyên mới cười nói, Trương Tiên Tử đã làm ra quyết đoán. Mang theo hắc khí thân ảnh, khẽ gật đầu, đúng, hẳn là cũng nhanh có kết quả rồi. Câu trả lời này, nhường Giang Hạo đám người tò mò, Trương Tiên Tử đến cùng là làm gì dự định. Bất quá nàng không có lần nữa mở miệng, tựa hồ vô cùng gian nan. Làm sao cũng giống như tử chiến đến cùng. Đan Nguyên cũng không nói thêm nữa, mà chỉ nói, biển trời rừng cây như thế nào. Hỏi là Quỷ Tiên Tử, dù sao lần trước nhiệm vụ bên trong, muốn Quỷ Tiên Tử đi thăm dò xem. Đã bạo phát, hiện tại thi hải đang khuếch tán, tây bộ khí vận xuất hiện vòng xoáy, bên trong thi thể là vòng xoáy một trong, bởi vì không biết căn nguyên chỗ, cho nên Thiên Văn Thư Viện không cách nào ngăn cản. Dù cho có người phát giác được, cũng không ngăn cản được. Quỷ Tiên Tử hồi đáp. Nàng chưa từng có đi, thế nhưng nghe được nhiều, chỉnh hợp lại, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Khí vận vòng xoáy. Đan Nguyên lại cười nói, là mặt chủ tiệm cáo chi ngươi. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Xem ra có cái gì nhân vật ghê gớm xuất hiện tại trong điếm. Đan Nguyên có chút cảm khái. Quỷ Tiên Tử do dự một chút, chi tiết nói, là Cổ Kim Thiên. Nghe vậy, vốn đã lâm vào tĩnh lặng Trương Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm sao lại như vậy? Cụ thể ta không biết, ta chỉ biết là bọn hắn một mực tại lặp lại câu nói kia, cổ kim giao hội, nghe nói lần này vòng xoáy có thể hay không thuận lợi lắng lại, toàn bộ nhờ người này. Quỷ Tiên Tử nói ra, nàng vốn không có ý định nói là, thế nhưng lần đại kiếp nạn này đem đến. Phải đem biết đến tận khả năng cáo chi ra ngoài, có lẽ liền sẽ dẫn tới đủ loại đại nhân vật. Như thế chính mình cũng là tốt hơn vượt qua đại kiếp. Giang Hạo thuận theo, không nói lời gì. Quỷ Tiên Tử có lẽ không biết, trong miệng nàng lắng lại vòng xoáy người, bất quá nho nhỏ tu sĩ. Căn bản không trông cậy được vào. Cổ Kim Thiên. Liễu có chút nghi hoặc. Đừng nói là hắn, cho dù là Tinh cũng là không hiểu. Bọn hắn chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này. Cổ Kim Thiên không phải thời đại này người, các ngươi không biết cũng tính như thường. Hắn tồn tại đối Tây Bộ tới nói không có thể thay thế. Năm đó hắn tựa như một đạo ánh sáng, dùng tự thân mạnh mẽ đem trọn cái Tây Bộ chiếu sáng. Bởi vì hắn tồn tại, Tây Bộ vô số cường giả quật khởi, náo động càng bị hắn trấn áp. Đan Nguyên cười nói, thế nhưng hắn sớm đã biến mất, rất nhiều người đều quên hắn tồn tại. Tùy ý Thiên Văn Thư Viện người như thế nào tìm kiếm, đều không có hắn nửa điểm tin tức. Tinh lông mày cau lại, loại nhân vật này trở về, Vì cái gì các đại tiên môn đều không có nhận được tin tức? Hải ngoại cùng Tây Bộ tựa hồ cũng không có cái này tin tức. Liễu đi theo mở miệng. Đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì Cổ Kim Thiên căn bản không có trở về. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu là người người đều cảm thấy Cổ Kim Thiên trở về, đen đủi như vậy vác lấy Cổ Kim Thiên thân phận hắn, đằng sau hẳn là sẽ có lớn lao áp lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình cũng sẽ không mạo muội hành động. Không có đầy đủ lực lượng, hắn không khét tham dự bất luận cái gì quá chuyện nguy hiểm. Đan Nguyên cũng không lại nhiều đề cái này, mà là hỏi thăm về Thi Hải lão nhân, nhưng mà không có ai biết Thi Hải lão nhân chỗ. Chỉ biết là biển trời rừng cây đã bị Thi Hải chiếm cứ. Lúc này Đan Nguyên chợt hỏi một câu, các ngươi có ai tại Tây Bộ? Trương Tiên Tử thứ nhất mở miệng, ta tại, nhưng không cách nào hành động. Trương Tiên Tử sự tình tất cả mọi người hiểu rõ, có thể hay không vượt qua một kiếp này đều là hai chuyện. Quỷ Tiên Tử cũng đi theo mở miệng, ta cũng tại, thế nhưng hẳn là cũng bị hạn chế hành động. Nàng nhất định phải đi theo người kia, như thế mới có thể vượt qua một kiếp này. Nàng cùng Trương Tiên Tử không sai biệt nhiều, cũng tại độ kiếp. Thế nhưng Trương Tiên Tử thành công liền có thể đạp phá Đăng Tiên Đài, mà nàng tự hồ chỉ là có thể sống sót. Mặt khác hẳn không có người tại Tây Bộ đi. Chương 850, không ngừng lặng im châu, ách vận châu cũng mang đến. Đang hỏi ra người nào tại Tây Bộ cái vấn đề này thời điểm, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ có nên hay không chi tiết cáo chi. Kỳ thật có khả năng không cần phải nói rõ chính mình sở tại vị trí. Thế nhưng Vạn Vật Trung Yên vốn là nhằm vào thiên cực tĩnh Mặc Châu, nếu là tại đây bên trong làm chút gì, cũng là không ai cho hắn nhắc nhở. Còn nữa, biết hắn tại đại gia có thể để tránh cho xung đột. Chẳng qua là tạm thời tiếp không được nhiệm vụ, Đan Nguyên tiền bối hỏi như vậy, 89 phần 10 có nhiệm vụ gì? Hẳn không có người tại Tây Bộ đi. Quỷ Tiên Tử hỏi. Ta tạm thời cũng tại. Liễu đột nhiên mở miệng. Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, Liễu đạo hữu cũng vì tiên hiền trang sách. Nếu như là vì tiên hiền trang sách cũng không cần quá kiêng kỵ. Bởi vì phần lớn người đều là như thế. Nhưng mà Liễu lắc đầu. Như thế Quỷ Tiên Tử cũng liền không hỏi thêm nữa. Mà là nhìn về phía những người khác, lần này tổng không có a. Giang Hạo yên lặng một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta tạm thời cũng tại. Ngạch, phát sinh cái gì là rồi? Quỷ Tiên Tử một mặt kinh ngạc, những người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đạo hữu mang theo thiên cực tĩnh Mặc Châu đi qua. Tinh tò mò hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, tại Quỷ Tiên Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, mới nói, thiên cực ách vận châu hiện tại cũng tại trên người của ta. Quỷ Tiên Tử, trong lúc nhất thời nàng có chút không rõ, chính mình trốn tới bỏ chạy, là đang làm gì? Tới Tây Bộ ý nghĩa, bị một câu nói như vậy triệt để đánh tan. Liễu cũng là kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tinh nói, Tinh đạo hữu không có tới Tây Bộ sao? Mọi người cùng nhau đối mặt, áp lực tâm lý liền sẽ ít. Quỷ Tiên Tử cũng là mong đợi nhìn sang. Nàng đã không vùng vẫy, thế nhưng càng nhiều người càng là an tâm. Ít nhất không phải nàng không là một người. Tựa như trước đó gặp được tiên duyên, chỉ có một mình nàng chỉ có thể làm nhìn xem. Cái loại cảm giác này đau đến không muốn sống. Tinh cười lắc đầu, không có, ta tại Đông Bộ. Giang Hạo cảm giác Quỷ Tiên Tử cùng Liễu đều có chút thất vọng. Tại một cái khu vực kỳ thật cũng không đáng sợ, bởi vì mọi người hết sức khó gặp được. Tây Bộ to lớn, hai người liền là cố ý tìm đối phương, nghĩ tụ hợp cũng vô cùng khó khăn, dù cho định địa phương cũng phải rất lâu thời gian mới được. Đáng sợ là giếng cùng bọn hắn tại một cái bộ châu. Đan Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ, chính là mọi người giao dịch thời gian. Giang Hạo lần này tới Tây Bộ chủ yếu là vì tiên hiền trang sách, mặt khác cũng không có chuyện gì đáng giá để ý. An tĩnh nghe bọn hắn giao dịch là đủ. Các ngươi muốn đi Kiến Tâm Nhai. Trương Tiên Tử trước tiên mở miệng. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, ta không đi được. Nàng chỉ có thể đi theo người kia, không dám chạy loạn. Ta có thể sẽ đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Liễu bất giành lên trước hiền trang sách, cho nên cũng sẽ không đi. Như thế Giang Hạo cũng chỉ có thể mở miệng. Kiến Tâm Nhai phụ cận có tên là Đại Sơn Thôn, tại thôn phía sau dốc núi có một ngôi mộ. Nếu như Tỉnh đạo hữu tiện đường, có thể đi giúp ta dâng một nén nhang. Trương Tiên Tử nói chuyện đứt quãng, tựa hồ đã dùng hết toàn lực. Giang Hạo gật đầu, được. Chuyện thù lao cũng không đề cập. Nếu như Trương Tiên Tử thất bại, nhiệm vụ lần này chính mình lấy không được thù lao. Nếu như thành công, như vậy tùy thời đều có thể cầm lại thù lao. Đây là lưu đang tụ hội căn bản. Ta muốn hiện tại thiên linh tộc tin tức. Tinh mở miệng nói ra. Hắn nhìn xem Liễu. Người sau hiểu rõ, chỉ có hắn tại hải ngoại, muốn nhiều kỹ càng. Càng kỹ càng tốt. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Trước đó Quỷ Tiên Tử muốn thiên linh tộc tin tức Tình có thể hiểu. Có thể hiện nay Tinh cũng muốn. Liền có chút kỳ quái. Tại Liễu gật đầu về sau, Tinh hỏi chính mình cần muốn làm gì. Liễu suy tư hạ nói, ta muốn biết Hạo Thiên Tông biết đến Long tộc tin tức là cái gì. Tinh vui vẻ đáp ứng. Quỷ tiên tử suy tư một lát, không có mở miệng. Nàng hiện tại vẫn là muốn quan tâm tốt tự thân tình huống. Không có giao dịch, mọi người liền bắt đầu nói xung quanh tình huống. Vạn Vật Trung Yên cùng Đại Thiên Thần Tông đều muốn có được thiên văn thư quyển, người trước có thể là vì tiên hiền trang sách, người sau không biết vì sao. Trương Tiên Tử nhắc nhở, Giang Hạo hiểu được, xem ra cùng Trương Tiên Tử trao đổi, còn có Đại Thiên Thần Tông người. Tây Bộ sự tình ảnh hưởng rất lớn, Minh Nguyệt Tông có người xuất động, thế nhưng không nhất định sẽ nhúng tay. Bởi vì lần này liên quan đến Tây Bộ khí vận, chính như Quỷ Tiên Tử nói, có lẽ chỉ có đặc biệt người mới có thể dùng nhất ôn hòa phương thức lắng lại. Không phải sẽ sinh linh đổ thán, đại khái đây cũng là Vạn Vật Trung Yên muốn nhìn đến. Tinh suy từ hạ nói, thế nhưng cỗ thi thể kia tin tức tựa hồ vẫn là cái mê. Chỉ biết là hắn có thể là thi tộc. Nói lên thi tộc, có chuyện muốn cáo chi các ngươi. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua Giang Hạo, Quỷ Tiên Tử cùng với Liễu, nói, tại Tây Bộ các ngươi phải cẩn thận. Nếu như ta không có đoán sai, Hải Thiên Thụ Lâm nguy hiểm sở dĩ không có trực tiếp mất khống chế, là bởi vì cỗ thi thể kia cũng không có động thủ. Hắn cực khả năng đã rời đi Hải Thiên Thụ Lâm, hành tẩu tại Tây Bộ các nơi. Các ngươi muốn cẩn thận. Hắn khả năng nhất tiếp cận ủng có nhân quả pháp bảo cùng với khí vận pháp bảo người. Nhân quả pháp bảo. Mấy người lập tức nghĩ đến mật ngữ thạch bản. Cái này phiến đá đại khái xuất liền là cái này pháp bảo. Mà khí vận pháp bảo, mấy người nhìn về phía giếng. Cùng một thời gian nghĩ đến thiên cực ách vận châu. Nhìn ta làm gì? Thiên cực ách vận châu cũng có thể gọi khí vận pháp bảo. Giang Hạo trong lòng không vừa lòng. Chẳng qua là rất nhanh hắn nhớ tới xem xét kết quả. Thiên cực ách vận châu giám định ra đến, tựa hồ thật chính là khí vận pháp bảo. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng có chút trầm trọng. Không chỉ là hắn, Quỷ Tiên Tử đám người càng thêm trầm trọng. Ban đầu liền đủ nguy hiểm, hiện tại hai cái nguy hiểm muốn đụng vào nhau, Tây Bộ muốn xong. Tiền bối có lần tránh biện pháp sao? Giang Hạo cung kính mà hỏi. Chính mình không có cách, không có nghĩa là người khác không được. Cũng là có một cái biện pháp. Đan Nguyên cũng không do dự, nếu như Quỷ Tiên Tử nói là thật. Nhỏ như vậy bạn có khả năng thử đi tìm tìm Cổ Kim Thiên, hắn tại Tây Bộ có đặc thù khí vận, có lẽ có khả năng mê hoặc đối phương cảm giác. Chỉ có đợi tại Cổ Kim Thiên bên người, liền có khả năng tránh mò thi thể tìm đến. Thế nhưng, thi thể cùng Cổ Kim Thiên đều là người không bình thường, bọn hắn có lẽ cũng sẽ gặp phải. Giang Hạo trong lòng thở dài, chính mình tình huống này so dự đoán muốn phức tạp. Bất kể như thế nào làm, đều không thể tránh mò thi thể. Quả thực là một đầu tuyệt lộ. Nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Bởi vì sự tình quá mức rung động rất nhiều người đều không có cách nào nói chuyện phiếm. Tụ hội cũng tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Lúc này theo tụ hội bên trong tỉnh lại người mỗi người cũng không quá lạc quan. Tại một chỗ trong lầu các, Đào Tiên Sinh theo trong nhập định tỉnh lại, lúc này trong tay hắn còn cầm lấy một quyển sách. Bên cạnh còn có chưa để nguội nước trà. Tầng tầng thở dài một tiếng. Hắn để sách xuống đi ra lầu các. Đường Nhã ngay tại bên ngoài nhìn xem. Thân là hộ vệ, nàng không cần đi ngủ. Đào Tiên Sinh đêm nay lại mất ngủ. Đúng là mất ngủ. Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ cười nói. Sau đó nhìn chung quanh một chút, nói, Chu Thâm đâu? Gọi hắn tới. Được. Đường Nhã gật đầu, sau đó dùng bí pháp gọi tới Chu Thâm. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm từ đằng xa bay tới. Đào Tiên Sinh điểm điểm, đầu, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương nói, dọn dẹp một chút, hồi trở lại hải ngoại đi. Hiện tại đi. Đường Nhã nghi hoặc. Hiện tại đi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Chương 851, để cho người ta nhượng bộ lui binh nguyền rủa. Ánh trăng vung vãi đại địa. Cho dù là đêm khuya đường đều có thể thấy rõ. Lúc này không trung có phi hành pháp bảo gào thét mà qua, phía trên có ba đạo thân ảnh. Trong đó một vị đang ngồi xếp bằng, chậm rãi pha trà. Đào Tiên Sinh, chúng ta thật cứ như vậy trở về? Đường Nhã nhìn phía dưới hỏi. Nơi này có cái gì đáng được ngươi lưu luyến? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Cũng không có, chẳng qua là cảm giác chúng ta cách tổ rồng rõ ràng gần như vậy, vì cái gì đột nhiên liền từ bỏ. Đường Nhã có chút đáng tiếc. Chu Thâm cũng là không hiểu. Hắn liền muốn tìm tới vị kia then chốt người. Đột nhiên liền đi, có chút không biết làm thế nào. Có thể Đào Tiên Sinh như vậy nhanh chóng nhanh rời đi, cũng nói nơi này không nên ở lại lâu. Loại sự tình này bọn hắn không nghe không được. Mặc kệ lúc nào, Tiên Sinh đều có thể bày mưu nghĩ kế. Theo tự thân vấn đề, thiên hạ lâu tín vật. Cùng với ban đầu một số việc, mặc kệ thứ nào, Tiên Sinh đều không có bỏ qua, mà lại đều tại trong khống chế. Dưới tình huống như vậy, Đào Tiên Sinh còn muốn trong đêm rời đi Tây Bộ. Nói rõ vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là bọn hắn cũng không hiểu. Chẳng lẽ chúng ta có cái gì địch nhân đã tìm đến đây? Đường Nhã hỏi. Không có. Đào Tiên Sinh lắc đầu nói, tổ rồng lúc nào đều có thể tìm, Trễ một chút liền trễ một chút, đối với chúng ta mặc dù có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Có thể hiện tại không rời đi, có nhất định khả năng, liền muốn trường kỳ đợi tại Tây Bộ. Nghe vậy, Chu Thâm hai người kinh ngạc. Tây Bộ gặp nguy hiểm. Đường Nhã hỏi. Là rất nguy hiểm. Chu Thâm cũng đi theo mở miệng hỏi thăm. Không phải rất nguy hiểm làm sao đến mức này? Đào Tiên Sinh cười không nói. Đường Nhã nhìn về phía Chu Thâm, ngươi xem hiểu Đào Tiên Sinh câu đố sao? Chu Thâm, ngươi bây giờ chán ghét đà ách mê a. Bích Trúc theo thôn trong nhà gỗ tỉnh lại, nàng cùng Sơn Công Chủ ở tại một chỗ. Một vị là thân phận tôn quý, một vị là hoa rất nhiều thịt cùng chữ lương. Cái này phòng ốc là thôn mới nhất dựng lại là tốt nhất. Chẳng qua là nhìn sang y nguyên bình thường, nhỏ hẹp. Bích Trúc theo phòng ra tới, đi vào xa xa dưới đại thụ. Trong lúc nhất thời nghĩ tìm người nói chuyện. Xảo Di. Nàng đè ép thanh âm thử kêu gọi. Công chúa tìm ta. Xảo Di theo phía sau cây ra tới. Dọa Bích Trúc nhảy một cái. Nàng vỗ vỗ ngực, bất mãn nói, Xảo Di ngươi lần sau có thể hay không chít cái tiếng. Công chúa làm sao vậy? Xảo Di chưa từng để ý những thứ này. Bích Trúc cũng không nhiều lời mặt khác, chẳng qua là nhỏ giọng hỏi, chúng ta cái thôn này kêu cái gì? Sơn Thần Thôn. Xảo Di hồi đáp. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bích Trúc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, Xảo Di, sự tình lần này kết thúc, chúng ta nếu là sống sót, liền hồi trở lại Nam Bộ không chạy loạn đi. Xảo Di lắc đầu nói, công chúa quên sao? Còn muốn đi hải ngoại tìm Thiên Linh tộc. Bích Trúc, muốn về nhà. Theo tụ hội bên trong ra tới, Giang Hạo xuất ra thư tịch, bắt đầu ghi chép, kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt ghi chép. Đại khái chỉ có làm lớn thần tông cũng đang nhúng tay Trương Tiên Tử sự tình, cái này cần ghi chép một thoáng, còn có liền là thi thể đại khái xuất tại hành tẩu Tây Bộ, sẽ tới gần khí vận pháp bảo cùng nhân quả pháp bảo. Chính mình đại khái xuất gặp được đối phương. Cổ Kim Thiên Tây Bộ khí vận có, nhất định xác suất có khả năng mê hoặc đối phương tìm kiếm pháp bảo. Có thể hai phe vẫn là gặp được. Tránh cũng không thể tránh. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm giác tới Tây Bộ về sau, chính mình liền đã quấn vào trong đó. Khó mà chạy trốn ra ngoài. Hiện tại biện pháp duy nhất, vẫn là mau sớm tìm tới Tiên Hiền trang sách sau đó lập tức trở về đi. Trở về trước, muốn đi giúp Trương Tiên Tử dâng một nén nhang. Hẳn là chẳng qua là bình thường sự tình. Bởi vậy rõ ràng, đạp phá Đăng Tiên Đài đến cỡ nào hung hiểm. Như thế bình thường sự tình đều muốn ủy thác người khác, rõ ràng Trương Tiên Tử làm dự tính xấu nhất. Cũng không phải người nào đều là thượng an. Chờ ghi chép xong, Giang Hạo mới vừa bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Hiện tại hắn cần chính là quan sát năng lực, chiến lực tạm thời vô pháp tăng lên. Nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, duy nhất biện pháp vẫn là dùng linh thạch tiêu hóa thánh chủ thần hồn. Đáng tiếc, hiện tại không làm được. Đã không có linh thạch, còn sót lại 1.200, cái gì cũng không làm được. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tìm được Hồng Vũ Diệp. Nói tụ hội sự tình, liên quan tới thi thể hành tẩu Tây Bộ, nhằm vào khí vận pháp bảo cùng với nhân quả pháp bảo các loại. Hy vọng có thể từ đối phương nơi đó đạt được biện pháp. Bởi vì Đan Nguyên tiền bối cho ra biện pháp, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn ngay tại lúc này Cổ Kim Thiên, không có cách nào tìm tự mình giải quyết vấn đề. Lúc nói, hắn thuận thế ngâm một bình trà. Thi tộc người. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, nói có thể là thi tộc người. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nói hắn tại sao phải tìm nhân quả cùng khí vận pháp bảo? Hồng Vũ Diệp rót cho mình nước trà hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn nếu như vẫn là thi thể, như vậy khí vận cùng bởi vì khả năng nhất khiến cho hắn khôi phục sinh cơ. Hồng Vũ Diệp hấp miếng trà, tiếp tục nói, hắn hiện tại mặc dù có khả năng tỉnh lại, nhưng không có sinh cơ, không có nhân quả. Như là bị vứt bỏ bộ phận, theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí vận cũng sẽ tan biến, về sau liền sẽ lần nữa chết đi. Đợi lần sau có người thức tỉnh. Giang Hạo gật đầu, như thế mới hiểu được vì cái gì đại chiến không có bùng nổ. Nguyên lai đối phương là nghĩ biện pháp khôi phục đi. Cũng không là một vị sát lục liền có thể khôi phục sinh cơ. Nếu như hắn xuất hiện, tiền bối có thể phát giác được sao? Giang Hạo hỏi. Thi tộc người có phân thân, người này hẳn là cũng không ngoại lệ. Hồng Vũ Diệp ý vị thâm trường nhìn xem Giang Hạo. Người sau có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá có phân thân người cũng là thật nhiều. Thi thần tông, thi tộc, làm lớn thần tông, đều có rất nhiều phân thân. Hồng Vũ Diệp không có cho ra quá nhiều tin tức, Giang Hạo chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thế nhưng lần này nguy hiểm có chút vượt qua năng lực của hắn phạm trù. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tại cường giả chân chính trước mặt, chính mình quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Mặc cho những năm này cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng khó có thể nhảy ra kẻ yếu hàng ngũ. Có lẽ tại tông môn chính mình cũng tạm được, có thể ra ngoài về sau, rất nhiều nguy hiểm sẽ để cho mình không thể làm gì. Vẫn là phải tiếp tục trốn ở tông môn. Về sau hai người bắt đầu đi tới Thiên Hà Tuyền. Lúc này nước suối bên kia, một vị lão ẩu từ trên cao hạ xuống. Nơi này nguyên bản liền có mấy người, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, đều vô ý thức lui lại. Lão ẩu bên người có rất nhiều khói đen, hạ xuống lúc, xung quanh cỏ cây khô héo, linh khí đều có bị nguyền rủa dấu hiệu. Lão thân muốn ở đây chờ người, hy vọng các ngươi không nên nói không muốn nói. Lão ẩu nhìn về phía người chung quanh mở miệng nói. Không có thực lực người chỉ có thể gật đầu tránh lui, người có thực lực cũng chỉ là giữ yên lặng. Khô Phát bà, một cái cực kỳ khó dây dưa người. Trêu chọc nàng có thể sẽ bị nguyền rủa quấn thân, dù cho động thủ giết đối phương, đều không thể giải trừ. Tương tự sự tình không phải chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời mọi người giận mà không dám nói gì, bất quá bọn hắn đều rất tò mò Khô Phát bà muốn chơi cái gì người. Bốn phía nghe được, mới phát hiện nguyên lai là Khô Phát bà phân thân đi tìm thù bị giết. Hiện tại bản tôn tới, muốn ở chỗ này chờ đợi kẻ thù. Có người trong bóng tối cảm khái, người này sau lưng nếu là không có gì lớn bối cảnh, nghĩ đến là muốn gặp nạn. Đúng vậy à, hết lần này tới lần khác chọc phải Khô Phát bà, nghe nói đại tông cường giả đều không muốn cùng đối phương kết tử thù. Một vị tiên tử cảm khái. Chương 852, nghe con mới đẻ không sợ cọp kim đan. Trung tuần tháng 7, Giang Hạo một đường hướng ngàn suối sông mà đi. Mấy ngày thời gian, cuối cùng dòng thấy được dòng sông đường nét. Từ xa nhìn lại nơi này có núi tầng tầng trồng chất, có dòng sông theo trên hướng xuống lưu động. Mỗi trồng tầng đều nắm chắc phương nước suối. Rất nhiều nước suối tới nối liền cùng nhau, cuối cùng lại hội tụ thành một đầu sông, hướng nơi xa chảy xuôi. Cái này là ngàn suối sông. Cẩn thận xem xét, Giang Hạo phát hiện mỗi cái nước suối kỳ thật đều có nước suối đi theo bên dưới, mà lên dâng trào. Tựa như tự nhiên suối nước nóng. Nơi này không xây cất khách sạn, đáng tiếc. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ tại suy tư khả thi. Giang Hạo không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn về phía trước, cố gắng tìm ra liên quan tới tiên hiển trang sách manh mối. Chẳng qua là tùy ý hắn thấy thế nào, đều không có bất kỳ cái gì tương quan manh mối. Không biết cái này manh mối là thật là giả. Thông hướng nước suối đường cũng không gập ghềnh, nơi này có thềm đá thông hướng từng cái nước suối, có người làm nơi này tu đường. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành, hướng chỗ cao nhất đi đến. Bình thường có đồ tốt đều tại trung tâm nhất, đi xem một chút không gì đáng trách. Đạo hữu, bên cạnh đột nhiên có người hô câu. Giang Hạo quay đầu, thấy ven đường dưới cây, ngồi một vị nam tử trẻ tuổi. Luyện thần tu vi, có phần có chút quen mắt. Tiền bối gọi ta. Giang Hạo mang theo cung kính nói. Tiền bối. Nam tử cười cười nói, chúng ta không phân rõ cao, cũng là tu vi cao hơn ngươi chút, khuyên ngươi một câu, đừng đi lên. Con đường này trải rộng nguyền rủa, hiện tại không có việc gì, thế nhưng đi lên liền không nói được rồi. Nguyền rủa. Giang Hạo nhìn xuống, chẳng qua là bé nhỏ nguyền rủa khí tức, cũng không thể gần thân thể của bọn hắn, cũng không có cái gì hảo tại ý. Đúng thế. Hà Độc gật đầu nói, con đường này có Khô Phát bà nguyền rủa, ngươi nếu là đi lên, có thể muốn gặp nạn, nghe nói nàng đang đợi kẻ thù. Khô Phát bà, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Những ngày qua nguyền rủa biến mất, hắn còn tưởng rằng Khô Phát bà từ bỏ. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn. Bất quá đối phương cũng tính toán đến, thế mà sẽ biết mình muốn tới nơi này. Không biết là đoán được, vẫn là mặt khác. Đúng, đạo hữu biết Khô Phát bà sao? Hà Độc hỏi. Một cái kim đan cùng trúc cơ, đối với loại người này vật không nhất định nhận biết. Giang Hạo khẽ gật đầu, nghe qua một hai lần, tiền bối cảm thấy nàng là ai? Một cái chiếm chính mình có đặc thù pháp bảo, không chút kiêng kỵ người. Theo kể một ít đại tông như muốn đánh giết, có thể nhiều lần bị nàng đào thoát, sau đó nàng liền sẽ bắt đầu trả thù. Chuyên môn chọn một chút tiềm lực không sai đại tông đệ tử trả thù. Khó lòng phòng bị. Nghiêm trọng nhất một lần, liền là một vị nào đó cường giả truy sát nàng 100 năm, cuối cùng vẫn là không giết chết. Nhưng là không thể dừng lại đối phương liền sẽ trả thù, vị cuối cùng tiền bối ra mặt, nhường chuyện này kết thúc. Hà Độc nói ra. Là pháp bảo gì, để cho nàng không kiêng nể gì như thế? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, một kiện cùng nguyền rủa lại cùng bảo mệnh có liên quan đồ vật. Hà Độc suy tư hạ nói, căn cứ ta một chút tiền bối suy đoán, khả năng cùng trường sinh nhất tộc có quan hệ. Cụ thể hắn không nhiều lời. Thế nhưng Khô Phát bà xác thực khó dây dưa, nghe nói nàng cực khả năng liên quan đến cái gì cao minh tồn tại, cho nên có thể giết nàng người, cũng không nguyện ý động thủ. Cũng là để cho nàng không kiêng kỵ như vậy. Đương nhiên, không nên dây vào nàng cũng không dám chọc. Cộng thêm những năm gần đây nàng nhiều một cái cháu trai, cũng mất phóng túng đi một chút. Đáng tiếc là đoạn thời gian trước nàng cháu trai bị giết, hiện tại nàng đang ở nổi điên. Chuyện gì đều làm được. Đạo hữu vẫn là chớ có chọc tới nàng. Nếu đáng sợ như vậy, tiền bối vì cái gì còn lưu tại nơi này? Giang Hạo hỏi. Bởi vì nàng vẫn tính cho sư phụ ta mặt mũi, trước kia là như vậy, hiện tại ta cũng không rõ lắm, dù sao phát điên người. căn bản sẽ không để ý người trước mắt bối cảnh. Hà Độc giải thích nói, tiền bối cảm thấy nàng cháu trai có nên hay không chết? Giang Hạo suy tư một lát hỏi, ta chỉ chưa thấy qua, bất quá theo một chút nghe đồn đạt được, nàng đứa cháu này so với nàng lúc tuổi còn trẻ còn muốn không kiêng nể gì cả, chết tự nhiên là chuyện tốt. Hà Độc một bên suy tư vừa nói, vậy cái này Khô Phát bà, còn thật là khiến người ta đau đầu. Giang Hạo có chút cảm khái, từng cái đều cảm thấy Khô Phát bà cháu trai đáng chết, nhưng chính là không ai động thủ. Khô Phát bà tu vi đến là một chuyện, người khác lo lắng, vẫn là lo lắng nàng nổi điên làm loạn. Không bằng kính sợ tránh xa, không can thiệp chuyện của nhau. Có thể thấy đối phương sao mà khó dây dưa. Tiền bối là Thiên Văn Thư Viện người? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn vừa mới một mực đang nghĩ ở đâu gặp qua người này. Hiện tại mới vừa nhớ tới, mình tại Minh Nguyệt Tông thời điểm gặp qua người này. Tựa hồ còn nhìn qua chính mình dùng ẩn giật. Đạo hữu con mắt như thế bén nhọn. Hà Độc hơi có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không nhiều lời mặt khác, mà là cất bước hướng trên núi đi đến. Cử động này nhường Hà Độc kinh ngạc, chính mình phải nói rất rõ ràng mới là. Vừa mới mở miệng, hắn lại đột nhiên nuốt xuống muốn nói lời, mà là lựa chọn theo sau. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tại trên thềm đá, quan sát đến bốn phương, không nhanh không chậm, như nhàn nhã đi dạo. Đến mức mịt mờ nguyền rủa căn bản là không có cách tới gần. Những vật này, dù cho Giang Hạo không cần thiên cực ách vận châu, cũng có thể tùy ý đối kháng. Nguyên bản không người hành tẩu con đường, đột nhiên có người hành tẩu, nhường chung quanh không ít người ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời vây quanh, chẳng qua là thấy hai người tu vi, mọi người lại là thở dài. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chẳng qua là hai cái vô tri người mà thôi. Còn tưởng rằng có cường giả đến. Chẳng qua là Hà Độc theo ở phía sau để bọn hắn ngoài ý muốn. Có người cảm thấy là vì bảo hộ hai người kia. Kim Đan, hắn sẽ không thật sự coi chính mình có chút cao minh a. Ven đường có một ít nhánh cây, không ít người đang nghị luận. Vừa bước vào Kim Đan, tất cả mọi người sẽ có một loại tương lai đại đạo tại dưới chân cảm giác. Có thể là theo thời gian trôi qua, bọn hắn liền phát hiện Kim Đan chẳng là cái thá gì, bất quá hết thảy bắt đầu mà thôi. Giang Hạo cũng không để ý xung quanh người, mà là tiếp tục quan sát nước suối, một đường đi vào chỗ cao nhất. Lúc này hắn còn không có phát hiện đặc thù khí tức, cũng là cảm giác nguyền rủa bắt đầu chồng chất hướng hắn tạo áp lực tới. Lần này cũng không phải là trước đó như thế giải rác, mà là như cùng một cái cự nhân hướng hắn đè xuống. Ngoại trừ Giang Hạo, xung quanh người cũng cảm thấy, nguyền rủa lực lượng như là sóng lớn đột kích, lợi dụng tất cả mọi dịp. Đạo hữu, nguyền rủa tới. Hà Độc nhắc nhở. Giang Hạo cũng không để ý nguyền rủa, mà là nói khẽ, Khô Phát bà không dám ra tới sao? Mặc dù biết đối phương ở đâu, nhưng nhìn không đến liền không có cách nào xem xét. Vẫn là muốn biết rõ ràng đối phương nội tình, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Nếu đối phương được công nhận khó dây dưa, vậy liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hà Độc kinh ngạc, nhưng là lại cảm giác hợp tình hợp lý, đối phương liền là tới nhằm vào Khô Phát bà. Người vây xem cũng cảm giác kinh ngạc. Này người là đang gây hấn với Khô Phát bà. Vốn cho rằng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hiện tại xem ra đối phương là ỷ vào chính mình có chút năng lực, cho nên muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Lúc này nguyền rủa lực lượng kéo tới, mà người sau lưng không có chút nào xuất hiện ý nghĩ. Hẳn là tại quan sát, thử hắn thực lực. Rơi vào đường cùng Giang Hạo lấy ra Kim Luân. Trong nháy mắt, hắn cảm giác nguyền rủa lực lượng như điên gió sóng lớn bùng nổ, ngay sau đó một bóng người từ trong hư không xuất hiện. Đây là ẩn nấp thủ đoạn. Liền là ngươi giết Tôn Nhi ta. Khô Phát bà trong mắt tràn đầy cừu hận, đao phủ, Tôn Nhi ta nhu thuận nghe lời, một con kiến cũng không nguyện ý tổn thương, cứ như vậy chết tại người tên đao phủ này đao hạ. Giang Hạo nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh. Trước xem xét, chương 853, hắn vốn là giết người tới. Giang Hạo ở một bên bày bàn trà, sau đó ngâm một bình Cửu Nguyệt Xuân. Như thế mới quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tiền bối uống sẽ trà. Người sau cũng không mở miệng, mà là tọa hạ uống trà. Người chung quanh chẳng qua là đưa ánh mắt đặt ở Giang Hạo trên thân, cơ bản không ai quan tâm Hồng Vũ Diệp. Đối với Giang Hạo hành vi, bọn hắn cảm giác kinh ngạc, lúc này thế mà tại pha trà. Ngươi còn tại thật là có nhàn hạ thoải mái. Khô Phát bà cười lạnh nói. Lúc này thiên tuyền hà xung quanh không ngừng có nguyền rủa toát ra, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chung quanh liền bị gieo nguyền rủa hạt giống. Quá suối quẩy. Giang Hạo lắc đầu thở dài, người khác chơi nguyền rủa xem không ra bất kỳ dấu vết, ngươi cũng là ước gì biểu lộ ra suối quẩy. Ở chung quanh người bất ngờ lúc, Giang Hạo trong mắt tinh quang nở rộ. Khí tức cường đại đột nhiên trên không trung ngưng tụ, sau đó oanh một tiếng bùng nổ. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết ở đâu ra lực lượng kinh khủng. Oanh! Thiên tuyền hà chỗ cao nhất, lực lượng vô hình nổ vang, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Theo đỉnh núi này oanh kích đến một cái khác đỉnh núi. là Khô Phát bà bị đánh bay. Thấy này, chúng người thất kinh. Nháy mắt sau đó, Giang Hạo thân ảnh cất bước mà ra, truy kích Khô Phát bà. Mọi người phản ứng lại, ngự kiếm bắt kịp. Chẳng qua là đến bên kia, phát hiện người không biết đi nơi nào. Mặt khác đỉnh núi trong rừng cây, Nhật Nguyệt Hồ Thiên bày ra, xem xét tùy theo mở ra. Khô Phát bà, vũ hóa sơ kỳ tu vi, thân có trường sinh chớ chú thụ, hạch tâm nhánh cây luyện hóa mà thành trường sinh ngàn tâm nguyền rủa, mỗi 50 năm, có thể dùng một cái tiểu cảnh giới ngưng tụ một khỏa trường sinh chi tâm, bỏ mình trước đó dùng bảo vật hoặc là nguyền rủa chi tâm kết nối trường sinh chi tâm, nhưng tại trường sinh chi tâm thức tỉnh, lại tu vi rơi xuống một cảnh giới. Dùng âm dương thủ hoàn đem xung quanh nguyền rủa cầm tù, đánh giết về sau ngăn cản trường sinh chi tâm kích khởi, đoạt lấy bảo vật, hủy diệt trường sinh chi tâm, có thể triệt để đánh giết đối phương. Tìm tới ngươi là bởi vì vô pháp phát tiết lửa giận trong lòng, chắc chắn có được pháp bảo người, liền là sát hại nàng cháu trai người. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có phần hơi kinh ngạc. Lại có thể là trường sinh chớ chú thụ. Khó trách nguyền rủa lực đến, còn khó có thể giết chết. Bất quá muốn giết chết đối phương, còn muốn dùng âm dương thủ hoàn cầm tù nguyền rủa cùng với pháp bảo năng lực. Mà nguyền rủa lại tại làm Tuyền Hà. Như thế nói đến, lại phải trở về. Hắn bản ý liền là muốn ở chỗ này giải quyết hết đối phương, sau đó trở về. Dùng quá suối quẩy đem người đá ra. Đến lúc đó chỉ cần nói rõ là không muốn ô uế Hồng Vũ Diệp, xung quanh không khí liền tốt. Hiện tại lại phải mang về, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Bất quá cũng không dám chậm trễ, hắn đóng lại Nhật Nguyệt Hồ Thiên, lần nữa vọt tới. Sơn Hải ấn ký đánh ra. Lúc này đối phương cũng phản ứng đã tới đến, lực lượng đại bạo phát, dùng sinh cơ đổi lấy càng cường uy lực. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm. Giang Hạo thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Mấy người vừa mới tới, liền phát hiện Giang Hạo từ phía dưới bị đánh lui, một đường lui về Thiên Tuyền Hà. Chờ hắn đứng vững, Khô Phát bà cũng theo đó tiến đến, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Giang Hạo nói, ngươi quả nhiên là giết chết Tôn Nhi ta đao phủ. Nếu như ta thuyết pháp bảo là ta nhặt được, tiền bối tin sao? Giang Hạo theo miệng hỏi. Không tin, sắp chết đến nơi ai cũng sẽ phản bác chính mình phạm sai lầm. Khô Phát bà cười lạnh nói. Tựa hồ đã nghĩ kỹ như thế nào tra tấn đối phương tới chết. Phạm sai lầm. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút buồn cười, giết ngươi người cháu sai ở đâu? Lạm sát kẻ vô tội. Khô Phát bà lý trực khí trắng nói. Lạm sát kẻ vô tội. Tôn tử của ngươi không phải tội đáng chết vạn lần sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Khô Phát bà phẫn nộ nói, ngươi tên đao phủ này còn muốn lật ngược phải trái. Ngươi không biết sao? Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười. Tôn tử của ngươi giết người phóng hỏa, thô bạo bá đạo, tự cho là đúng, khát máu điên cuồng, làm sao lại không đáng chết đâu. Im miệng, cháu của ta đã bị ngươi giết chết, ngươi thế mà còn dám như thế vu oan hắn. Ngươi hỏi một chút người chung quanh, cháu của ta có phải hay không nhu thuận hiểu chuyện hảo hài tử. Khô Phát bà cả giận nói, nếu là hắn làm chuyện gì xấu, vậy cũng nhất định là người bên cạnh dạy hư hắn. Bản tính của hắn là tốt, dù cho hắn đã làm sai điều gì, chẳng lẽ không hẳn là được tha thứ sao? Không phải muốn giết hắn. Hắn vẫn còn con nít. Ta nói, tôn tử của ngươi không phải ta giết. Giang Hạo căn bản không thèm để ý người trước mắt lời nói, tự lo nói, thế nhưng ta biết là ai giết tôn tử của ngươi. Tiếng nói vừa ra, vốn là muốn nổi giận Khô Phát bà đột nhiên sừng sốt một chút. Không chỉ là nàng, chung quanh những người khác cũng là hiếu kỳ. Lúc này rất nhiều người đều biết mình nhìn lầm, cái này người là một vị cường giả. Hà Độc nhìn xem, không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là muốn biết người trước mắt đến cùng là vì cái gì tới. Ngươi biết người nào giết cháu của ta? Khô Phát bà hỏi. Đúng, mà lại nàng ngay ở chỗ này. Giang Hạo gật đầu. Tại đây. Khô Phát bà ngắm nhìn bốn phía, sát ý bùng nổ, là ai? Là ai giết cháu của ta? Là ngươi a? Giang Hạo thần sắc bình tĩnh nói, ngươi dung túng hắn, yêu chiều hắn, theo không nói cho hắn đúng sai, không nói cho an toàn giới hạn. Hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn đắc tội người ngươi liền giúp hắn bãi bình. Ngươi hành động, khiến cho hắn coi là toàn thế giới đều muốn nhượng bộ hắn, đều muốn chúng tinh phủng nguyệt bưng lấy hắn. Khi thật bất quá là nho nhỏ tu sĩ, người khác một cái ánh mắt liền sẽ để hắn bỏ mình. Ngươi nói tôn tử của ngươi có phải hay không là ngươi giết? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Khô Phát bà như là phát điên nhìn hằm Giang Hạo, ngươi còn nói không phải ngươi giết. Yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ loạn tâm ta thần, chạy khỏi nơi này. Giang Hạo nhếch miệng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, âm dương thủ hoàn cũng đem chung quanh bao trùm. Lúc này hắn một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng lệnh ở đây tất cả mọi người không thể phản ứng lại. Khô Phát bà cũng là kinh ngạc, thế nhưng nàng trước tiên bắt được đối phương tồn tại, tại sau lưng. Không cần quay đầu. Phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên qua Khô Phát bà trái tim, thanh âm lạnh lùng vang lên theo, ta này một đao chỉ là muốn nói cho ngươi, ta căn bản không cần loạn ngươi thần tâm, càng không cần chạy khỏi nơi này. Ha ha, Khô Phát bà cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Ta nếu là dễ dàng chết như vậy, sao dám không kiêng nể gì như thế đắc tội với người? Ngươi ỷ vào là trường sinh ngàn tâm nguyền rủa sao? Có muốn thử một chút hay không kết nối ngươi trường sinh chi tâm? Giang Hạo nhếch miệng lên, sau đó chém ra một đao. Đối phương tránh rất nhanh, thế nhưng cánh tay bị tùy theo cắt xuống. Giang Hạo lớn tiếng nở nụ cười, lần nữa vung đao. Đao đao vỏ thịt, đao đao có máu. Theo ánh đao lấp lánh, Khô Phát bà thân thể bị một chút cắt rơi. Nguyên bản không chút kiêng kỵ Khô Phát bà, đột nhiên hoảng sợ, đao phủ ngươi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng làm cái gì? Khô Phát bà hoảng sợ phát hiện bất luận cái gì nguyền rủa đều không thể đối người này sinh ra tổn thương, không chỉ như thế nàng đã vô pháp mượn trợ trường sinh chi tâm chạy trốn, không có pháp bảo kết nối, nguyền rủa lực lượng cũng không cách nào khuếch tán đạo viễn chỗ, chính mình căn bản là không có cách tại mặt khác trường sinh chi tâm khôi phục. Nàng chỗ có át chủ bài đều bị khắc chế. Làm sao lại như vậy? Giang Hạo nhảy lên một cái, trên cao nhìn xuống, trong tay đao chậm rãi nâng lên. Thiên đao thức thứ hai, Chấn Sơn. Không muốn vùng vẫy, cũng không cần hỏi tại sao. Bởi vì ta tới, ngươi liền chết. Chỉ thế thôi. Sơn Hải ấn ký gia trì, Sơn Hải Chấn Sơn. Oanh! Một đao mà xuống, Sơn Hải đại thế chấn áp tới, mỗi một phần đều là bén nhọn đao ý. Đại thế tại Khô Phát bà hoảng sợ bên trong nghiền ép mà qua. Sau đó ý thức của nàng biến mất. Không chỉ như thế, thân thể càng tầng tầng phá toái. Cuối cùng vung vãi đại địa. Này lôi đình một kích, đem phía dưới tất cả mọi người chấn nhiếp không dám nói lời nào. Loại kia đáng sợ uy thế, khiến cho mọi người lạnh mình vạn phần. Cái kia tuyệt không phải bình thường tiền bối, khó trách đối phương dám tùy ý đi ở trên đường núi lên. Hắn vốn là vì giết người tới. Chương 854, đi xem một chút giết Khô Phát bà người. Giang Hạo chém giết Khô Phát bà. Tại thân thể đối phương vỡ vụn địa phương, có một cái cây niêu, là trường sinh thiên tâm chớ chú. Đưa tay cầm đồ vật, hắn cảm giác đó cũng không phải bình thường cây giống. Chẳng qua là cây giống bộ dáng pháp bảo. Đáng tiếc, không phải có khả năng mang về gieo trồng. Hẳn là sẽ có bọt khí. Kiểm tra một chút, phía trên không có cho bụi, cũng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Không có cách nào tẩy. Tại thiên đao Chấn Sơn phía dưới, xung quanh nguyền rủa cũng không có tan rã, tựa hồ còn đang nghĩ biện pháp thoát đi. Như thế Giang Hạo liền cảm giác trường sinh thiên tâm chớ chú. Quả nhiên theo bên trong đã nhận ra ba khỏa trường sinh chi tâm. Chưa từng lưỡng lự, tử khí tiến vào pháp bảo, can thiệp cái kia ba khỏa trường sinh chi tâm. Bất quá là trong một chớp mắt, trường sinh chi tâm phá toái. Lúc này xung quanh nguyền rủa phảng phất mất đi hoạt tính, chậm rãi hạ xuống. Giang Hạo tiện tay vung lên, nguyền rủa khí tức bị Sơn Hải ấn ký chấn áp, thong thả tiêu tán. Tra tìm dưới, phát hiện chữ vật pháp bảo về sau, chậm rãi thu hồi. Như thế hắn mới từ trên cao hạ xuống, cũng không thèm để ý bất luận người nào tầm mắt. Xác định không có vấn đề, mới thu hồi âm dương thủ hoàn. Như thế, Khô Phát bà đã là triệt để chết đi. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, hắn cũng cảm giác Sơn Hải ấn ký tựa hồ dẫn động cái gì, hết sức bé nhỏ, trong lúc nhất thời vô pháp cảm giác quá nhiều. Có thể là có quan hệ tiên hiền trang sách manh mối. Như thế liền không được không ở nơi này chờ đợi một hồi. Bất quá vừa mới động thủ tựa hồ không thế nào phù hợp thân phận của Cổ Kim Thiên. Đối phương lúc tuổi còn trẻ hẳn là hào tình vạn trượng, lòng cao hơn trời. Nhân ái thiện tâm người tốt. Mình muốn ngụy trang, phải chú ý một chút. Chẳng qua là cái tên này quá mức đến, hắn không dám tùy ý báo ra. Dễ dàng đưa tới cường giả nhìn trộm. Lúc này người chung quanh, hai mặt nhìn nhau, Khô Phát bà liền chết như vậy. Thật hay giả? Khô Phát bà không chết đi. Có người nghi ngờ. Ta gặp một lần, nguyền rủa lực lượng sẽ bừa bãi tàn phá, sau đó bùng nổ. Còn có quan hệ với Khô Phát bà cười nhạo. Lần này không có. Nói rõ nàng khả năng thật đã chết rồi. Một vị tiên tử nói ra. Lúc này tu vi có chút mạnh mẽ lão giả nói, ta cũng đã gặp, ta xem tương đối cẩn thận, hẳn là mỗi lần Khô Phát bà bị giết, đều có cái gì độn không rời đi, khó mà bắt lấy. Thế nhưng lần này không có cái gì, còn xuất hiện một cái cây miêu. Ta hoài nghi cái kia chính là Khô Phát bà bảo vật. Nàng liền là mượn nhiều vật này mới có thể không kiêng kỵ như vậy. Hiện tại bảo vật đều lưu lại, khả năng thật là chết. Trong lúc nhất thời mọi người yên lặng. Khô Phát bà liền chết như vậy, để cho người ta có chút hốt hoảng. Nguyên lai cái kia hung danh tại bên ngoài, không kiêng nể gì cả lại rất khó giết chết Khô Phát bà, thế mà cứ như vậy bị giết chết. Trong lúc nhất thời có người vẫn là chưa tin, cảm thấy qua một thời gian ngắn Khô Phát bà còn sẽ xuất hiện, cáo chi thiên hạ nàng còn sống, sau đó bắt đầu trả thù. Bởi vì cứ như vậy bị giết chết, không phải nói rõ những cái kia đại tông hết sức vô dụng sao. Đối với những người này ý nghĩ, Giang Hạo không có để ý, mà là trực tiếp đi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Đối phương đang cúi đầu uống trà, an tĩnh cùng đợi. Chẳng qua là tại Giang Hạo mong muốn tọa hạ lúc, đối phương đột nhiên ngẩng đầu. Bình thản đôi mắt nhiều một tia ghét bỏ. Giang Hạo chỉ có thể nắm Trường Sinh Thiên Tâm chớ chú đem ra, thuận thế dùng trưởng trung càn khôn phong ấn. Suối quẩy đồ vật đều ưa thích hướng trên người ngươi chạy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, tu chân giới vốn là nguy hiểm, trong đó xuất hiện sinh tử chi chiến, đã nói lên dễ dàng xuất hiện không đồ tốt. Cũng không phải là vãn bối cùng những vật này hữu duyên. Giang Hạo giải thích nói. Kỳ thật hắn cũng cảm giác mình cùng suối quẩy đồ vật dây dưa không rõ. Cảm nhận được đến về cảm thấy, chính mình không có khả năng thừa nhận. Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn một cái, không lên tiếng nữa, mà là cúi đầu uống trà. Giang Hạo cũng theo đó ngồi xuống, uống xong Cửu Nguyệt Xuân. Hết thảy 8 tiền, bây giờ chỉ còn lại có 7 tiền. Đằng sau 10 năm tất cả nên rất khó mua được. Ít nhất lớn hơn một chút địa phương là như thế này, cũng không biết Thiên Âm Tông dạng này chỗ thật xa có thể hay không mua. Tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, mấy người bắt đầu thối lui. Rất nhanh Khô Phát bà bị giết sự tình, liền truyền ra ngoài. Rất nhiều người không tin, thế nhưng hỏi thăm một chút đại tông tiền bối về sau, bọn hắn phát hiện Khô Phát bà thiên cơ biến mất. Không chỉ như thế, Khô Phát bà một chút tương quan thế lực, trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. 3 ngày sau, chỉ cần cùng Khô Phát bà đi được gần người, toàn đều biến mất tại nguyên bản trước kia địa khu. Không tính gần lại có chút quan hệ, lập tức cho thấy mình cùng Khô Phát bà thế bất lưỡng lập. Như thế, mọi người cơ bản có thể xác định, Khô Phát bà chết rồi. Không tin Khô Phát bà người đã chết, hiện tại không thể không đi tin tưởng. Sự thật bày ở trước mắt, không ai bị nổi lão ẩu tại nàng cháu trai bị giết về sau, cũng bị giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người rất tò mò, giết người đến cùng là ai? Cổ Hà Tông. Một vị nam tử trung niên theo tông môn đi ra, hắn tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu bế quan. Bây giờ là nghe nói Khô Phát bà bị giết, cho nên mới xuất quan nhìn một chút. Sư phụ. Một vị chừng 30 tuổi nam tử cung kính nói. Khô Phát bà thật bị giết. Người đàn ông trung niên hỏi. Đúng. Chừng 30 nam tử gật đầu. Người kia ở đâu? Thiên Tuyển Hà. Ta nhớ được tông môn lá trà chín. Cho ta lấy một phần tới. Đúng. Giây lát. Người đàn ông trung niên ngự kiếm rời đi. Một bên khác, cổ thành vị trí. Cảnh Đại Giang rất là tò mò nói. Gần nhất làm sao rất nhiều người đều đang đồn Khô Phát bà bị giết. Khô Phát bà là nhân vật nào? Không biết. Bên cạnh hai vị lão nhân cũng là lắc đầu. Giống như rất nhiều người đều muốn đi cùng người giết người gặp một lần, vừa vặn chúng ta cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút đi, tiểu nhi tử kia tựa hồ cũng đến thời khắc, sẽ đi qua nhìn một chút. Cảnh Đại Giang nói ra. Khô Phát bà tính tiểu bối đi, tiểu bối ở giữa ân oán, chúng ta đi làm sao? Dâu dài lão giả hỏi. Đi nhìn một chút đối phương là thần thánh phương nào, vạn nhất là một tên tán tu đâu. Liền là muốn tiến vào mỗi cái tông môn, dùng cái này tới hấp dẫn người. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Hai vị lão giả gật gật đầu, cảm giác đối phương nói có lý. Sau đó hướng Thiên Tuyển Hà mà đi. Nói đến, có phải hay không có nghe đồn, nơi đó có tiên hiền trang sách tin tức. Cảnh Đại Giang hỏi. Đúng. Không có râu ria lão giả gật đầu. Trong lúc nhất thời ba người có hứng thú hơn. Thiên Tuyển Hà dưới, cùng Giang Hạo giao dịch, qua một vị người đàn ông trung niên nhìn xem phía trên cảm giác kinh ngạc. Vị đạo hữu này cũng là ngoài dự liệu mạnh mẽ. Nói xong hắn cất bước đi lên phương đi đến. Nghĩ lại cùng đối phương làm ra vẻ giao dịch. Từ lần trước giao dịch đến xem, đối phương không phải loại kia cướp đoạt người khác bảo vật người. Cho nên hiện tại đi giao dịch không có bất kỳ cái gì không tốt. Nguyên bản đang uống trà Giang Hạo, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Một vị nam tử trung niên đi tới, thấy hắn trong nháy mắt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mua được kiếm thai vị cường giả kia. Tiền bối. Giang Hạo khách khí nói. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta là tới giao dịch. Người đàn ông trung niên nói rõ ý đồ đến. Giang Hạo nội tâm đắng chát, ta không có linh thạch, tìm ta giao dịch thì có ích lợi gì đâu. Sau đó hắn nghĩ tới Khô Phát bà chữ vật pháp bảo, dò xét dưới, liền cười nói, tiền bối ngồi. Chương 855, nên chính mình chế tạo một cái quốc chim. Tại hạ Lâu Mãn Thiên. Người đàn ông trung niên sau khi ngồi xuống, cười nói, cùng đạo hữu gặp qua mấy lần, một mực không biết đạo hữu tục danh. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, ta họ Cổ. Hắn không dám nói tên đầy đủ. Cổ Kim Thiên niên đại cực kỳ xa xôi, biết hắn tục danh người hẳn không có trong dự đoán nhiều như vậy. Thế nhưng một chút lão gia hỏa đại khái suất sẽ biết được. Tất nhiên sẽ dẫn tới một thoáng phiền toái không cần thiết. cho nên không cần thiết, cũng không cần tên đầy đủ. Mà thân có Cổ Kim Thiên tên cùng khí vận, hắn cũng không thể dùng mặt khác tên. Cổ đạo hữu, nhìn một chút ta chỗ này pháp bảo. Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo cũng hơi có chút chờ mong. Đương nhiên, trên người hắn không có quá nhiều linh thạch, đừng nhìn Khô Phát bà cao minh. Những năm này nàng điệu thấp rất nhiều. Mà lại lần hành động này giống như đều tại vì bỏ mình làm chuẩn bị, sẽ không mang quá nhiều linh thạch ở trên người. Thế nhưng, dù cho không nhiều, cũng có 10 hơn 8 vạn. Đây là hắn gặp qua người giàu có nhất, còn có không ít linh dược, cùng với một chút pháp bảo. Nếu như toàn bộ đồ vật bán ra, khả năng tiếp cận 30 vạn linh thạch. Khô Phát bà cũng tính người tốt. Lúc này từng kiện pháp bảo xuất hiện, mỗi một kiện đều là dỉ sét, phảng phất cất giữ vô số năm. Thoạt nhìn đều có chút bình thường, nội bộ lại chất chứa một tia ý vị. Giống như là pháp bảo không thể trốn qua tuế nguyệt ăn mòn. Sau đó Giang Hạo thấy được một thanh chiến kích. Nội bộ có khí tức cuồng bạo truyền ra, cực kỳ bất phàm. Chiến kích không tốt bán, dỉ sét trình độ cũng không đủ. Này chiến kích bảo tồn rất tốt, đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn tuyển bên cạnh một thanh trường kiếm, nơi đó có một đạo kiếm ý, còn có một mặt tấm chắn, hai cái vòng tay. Mặt khác còn tuyển một kiện chiến y, cộng thêm hai kiện kỳ quái bảo vật. Như thế, Giang Hạo mới hỏi thăm giá cả. Lần này giá cả không thấp, hết thảy 12 vạn. Đúng rồi, ta chỗ này còn có 3 tiền Cửu Nguyệt Xuân, đạo hữu muốn sao? Thu linh thạch, Lâu Mãn Thiên lại hỏi. Giang Hạo, cuối cùng hắn mua, tốn hao 6 vạn. 18 vạn đã xài hết rồi. Mình cũng không có mua lá trà dự định, thế nhưng Hồng Vũ Diệp liền ở bên người, trong lúc nhất thời không mua đều không được. Bây giờ còn có 10 phần Cửu Nguyệt Xuân. Kỳ thật cũng không tính thua thiệt, bởi vì lá trà có khả năng bán ra. Mà lần này nhiều như vậy pháp bảo, hắn là không có ý định bán ra. Kiếm ý dự định thử kích hoạt kiếm thai, vòng tay lấy về đưa con thỏ cùng tiểu ly, chiến y đưa Lâm Chi. Tấm chắn muốn dung chế tạo quốc chim. Trình Sầu không tặng đồ, tự mình dạy bảo hắn tu luyện là đủ. Trong mọi người, duy chỉ có Trình Sầu không thể nóng vội. Cần một chút dạy bảo, bằng không kim đan vô vọng. Hành lang bạn muốn đan dược sao? Giang Hạo hỏi. Đã đều mua. Lâu Mãn Thiên cười nói. Giang Hạo cũng không nhiều lời mặt khác, mà là đổi đề tài. Hành lang bạn nói nơi này có liên quan tới tiên hiền trang sách tin tức, bây giờ có thể nhìn ra cái gì rồi? Không có. Lâu Mãn Thiên lắc đầu, sau đó nói, ta nghe nói Hải Thiên Thụ Lâm nước đã bị khống chế lại, bây giờ bên trong còn có một số thi thể tại sôi nổi, cũng đang bị trấn áp. Thế nhưng không có tìm ra nguyên nhân cụ thể. Giang Hạo gật đầu, xem ra bên kia xác thực không có vấn đề gì lớn. Cũng chính là thi thể thật tại hành tẩu Tây Bộ, hiện nay căn bản không biết ở đâu. Về sau Lâu Mãn Thiên đứng dậy rời đi. Giang Hạo thì tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày nay, Sơn Hải ấn ký trấn áp xung quanh, có đồ vật tại dần dần ngưng tụ, không bao lâu nữa liền có thể thành công. Về sau hắn uống trà nghe tiếng nước chảy, cảm thụ được bình tĩnh. Không có người tới quấy rầy, khiến cho hắn có chút thoải mái. Ngày kế tiếp, một vị nam tử trung niên đi tới Thiên Tuyền Hà lên. Tại hạ Cổ Hà Tông, thanh niên trí thức. Người đàn ông trung niên đứng tại Giang Hạo trước mặt khách khí nói. Nhìn đối phương, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, cường giả. Như thế hắn liền thỉnh đối phương vào ngồi. Tiền bối lần này tới, là có chuyện quan trọng gì sao? Giang Hạo hỏi. Là tới đưa một ít gì đó. Nói xong thanh niên trí thức nắm một hộp lá trà để lên bàn, nói, đây là chúng ta tông môn lá trà, cảm giác còn không sai, hy vọng đạo hữu có thể ưa thích. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Nghe nói Khô Phát bà là đạo hữu giết chết. Ta cùng nàng có thù, chỉ không cách nào giết chết nàng. Chưa từng nghĩ bị đạo hữu giết chết, cho nên đưa tới một chút lễ mọn. Thanh niên trí thức khách khí nói. Giang Hạo mở ra lá trà, bất quá liếc mắt, liền thấy trên đó có một cỗ ý vị, dị thường cao minh. Không có bất kỳ cái gì hương khí phát ra, lại có một loại cảm giác mát rượi. Liền thân thể linh khí vận chuyển đều thông thuận một chút. Xem bộ dáng là rất không tệ lá trà, một điểm không thể so Cửu Nguyệt Xuân kém. Nếu như cảm giác lại khá hơn một chút, giá cả kia có thể sẽ càng cao. Lá trà giá cả thứ nhất là hắn bản thân giá trị, như là Cửu Nguyệt Xuân, thụ thương hoặc là cảm ngộ lúc uống xong, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thứ hai là cảm giác. Hết thảy lão tiền bối, đã cần lá trà bản thân cao minh, cũng muốn cảm giác thượng giai. Bằng không có cách nào tiếp khách. Tiền bối khách khí. Giang Hạo cũng không có cự tuyệt. Dạng này, là hắn có thể thật lâu không mua lá trà. Lần này ra ngoài vận khí quả thật có chút tốt, Cổ Kim Thiên tại Tây Bộ hẳn là có thể như cá gặp nước. Điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ. Nếu là không đủ, như vậy thì là tai họa gia thân. Đức không xứng vị. Thanh niên trí thức hỏi thăm một chút liên quan tới Khô Phát bà sự tình, về sau có chút cảm khái. Muốn giết người liền chết như vậy, chết thưa thớt bình thường, khiến cho hắn hơi xúc động. Về sau đứng dậy đối Giang Hạo đi một cái lễ liền cáo từ. Giang Hạo cũng không có khinh thường, đứng dậy đáp lễ. Chờ đối phương vừa đi, hắn cảm giác không sai biệt lắm. Sơn Hải ấn ký ngưng tụ mà ra đồ vật nhanh hoàn thành. Xem ra có khả năng rời đi, theo dưới con đường này đi, có thể đến Sơn Thủy Cốc. Đi xem một chút Trương Tiên Tử như thế nào. Sơn Thần Thôn. Bích Trúc tiền bối. Một thiếu nữ mở miệng cười, người cũng muốn cùng một chỗ lên núi sao. Gọi vì Bích Trúc tỷ tỷ liền tốt. Bích Trúc đồng dạng là thiếu nữ bộ dáng, lộ ra hồn nhiên nụ cười. Xảo Di đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ là đúng người nào, công chúa đều là như thế này. Thoạt nhìn thật chính là không có bất kỳ cái gì trưởng thành. 18 tuổi lúc dạng này, hơn 300 tuổi, vẫn là như vậy. Vậy các ngươi gọi ta Tiểu Tiệp liền tốt. Sở Tiệp gật đầu nói. Cái kia đi thôi, chúng ta vào xem. Bích Trúc nói ra. Thiên đạo trúc cơ so dự đoán muốn tốt ở chúng rất nhiều lắm. Mặc dù không cảm giác được quá nhiều, thế nhưng đợi tại bên người nàng, tu luyện đều thông thuận. Cái này là thiên đạo trúc cơ đáng sợ. Khó trách tu vi có khả năng tăng lên như vậy cấp tốc. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có không ít dã thú. Thôn một vị thợ săn nhắc nhở. Sở Tiệp cười đáp ứng. Sau đó mấy người một đường hướng Đại Sơn mà đi. Đến sườn núi, những cái kia thợ săn không có tiếp tục đưa. Phía trên liền là Sơn Thần địa phương. Bọn hắn không dám lên đi. Chỉ có Sơn Công Chủ có thể đi lên. Về sau Bích Trúc ba người tiếp tục lên trên đi đến. Trên đường các nàng xem đến hang núi, bên trong có khí tức truyền ra. Chính là chỗ này. Sở Tiệp nói ra. Rất cuồng bạo khí tức. Xảo Di cảnh giác nói. Này khí tức nếu là mất khống chế, nàng không có bất kỳ cái gì nắm bắt sống sót. Còn tốt, đi vào đi, không phải sẽ càng thêm cuồng bạo. Sở Tiệp cười nói.